Cô gái này ăn mặc cẩn thận đi dự tiệc, không ngờ lại bị ông chủ háo sắc lợi dụng. Cô dũng cảm phản kháng, tố cáo sếp có hành động không đúng đắn đối với mình, nhưng cấp trên lại lợi dụng chức vụ để hạ gục cô. Mọi người đều nhìn thấy rồi nhé, người phụ nữ này ăn mặc hở hang thế này, rõ ràng là cô ta quyến rũ tôi. Cô gái này tên Kỷ Tinh, vừa mới sáng sớm đã bị mẹ gọi giục lấy chồng. Tình cảm của cô với anh bạn trai nhất thần cũng ổn định, nhưng không vội kết hôn, muốn thu đủ số tiền trả trước để mua một căn nhà ở một vị trí thích hợp. Sau khi nói với mẹ kế hoạch của bản thân, Kỷ Tinh liền vội vàng đi làm, không ngờ tàu điện ngầm đột nhiên bảo trì, cô chỉ có thể đạp xe đạp công cộng đi làm. Trong lúc chờ đèn đỏ, Kỷ Tinh nhận được điện thoại của đồng nghiệp, nói có một người đàn ông tâm cơ trong nhóm muốn cầm PPT của cô làm báo cáo, chiếm công lao của cô làm của riêng. Kỷ Tinh trấn an đồng nghiệp, lần này cô đã có thay đổi trên PPT, có những chỗ người đàn ông tâm cơ kia xem sẽ không hiểu. Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Tinh chạy hết tốc lực tới công ty, nhưng anh chàng đi xe đạp bên cạnh đã va vào cô lại va phải thanh niên giao hàng, khiến thanh niên giao hàng tông phải xe sang. Kỷ Tinh không trốn tránh trách nhiệm, biểu thị rằng mình sẵn lòng bù đắp tổn thất. Lúc này, cửa kính ô tô mở hé, người đàn ông bên trong lệnh cho tài xế lưu lại số điện thoại của Kỷ Tinh là được. Kỷ Tinh cảm thấy giọng nói của người đàn ông này rất quen, nhưng không ngờ người ngồi trên xe lúc này là Hàn Đình đã không gặp 10 năm. Hàn Đình vừa được ông nội gọi từ Đức về để tiếp quản công ty y tế. Anh cũng không ngờ ngày đầu tiên về nước đã gặp Kỷ Tinh. Đối với cuộc gặp gỡ bất ngờ này, anh không hề xuống xe gặp Kỷ Tinh. Kỷ Tinh vội vàng chạy tới công ty, nam tâm cơ đang ở trên bục báo cáo, nhưng nói được một nửa thì bị kẹt, không biết giới thiệu thêm trang nội dung thêm thế nào. Cảnh tượng vô cùng xấu hổ, sếp Tăng vội vàng giải thích với nhà đầu tư, đây là một dự án nhóm, người chịu trách nhiệm về nội dung này là Kỷ Tinh. Nói xong liền gọi Kỷ Tinh lên bục. Kỷ Tinh nhìn thấy dung mạo nhà đầu tư liền lập tức ngây ra, không ngờ lại gặp lại Hàn Đình theo cách này, thấy Hàn Đình có vẻ thờ ơ. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, giới thiệu vai trò trong điều trị y tế của robot Tiểu Bạch mà họ đã phát triển với thân phận kỹ sư chuyên nghiệp. Hàn Đình nhìn Kỷ Tinh đang hùng hồn thuyết trình trên bục, trong đầu nhớ về ký ức thời đại học, khi đó Kỷ Tinh cũng đứng trên bục phát biểu những thiết kế họ đã cùng nhau phát triển. Khi đó họ vô cùng mong chờ vào tương lai, chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ trở thành những người xa lạ đã từng quen. Cuộc họp kết thúc, Hàn Đình lập tức rời đi, không hề chào hỏi Kỷ Tinh, thấy bộ dạng lạnh nhạt của đối phương. Kỷ Tinh tự hỏi liệu mình có nhận nhầm người hay không. Cô tra tư liệu về y tế Đông Dương ở trên mạng, phát hiện ra chủ tịch chính là Hàn Đình mà cô biết. Buổi tối, Tăng Tổng bảo Kỷ Tinh cùng mình đi tiếp khách hàng, hy vọng Kỷ Tinh có thể biểu hiện thật tốt và giành được khách hàng. Kỷ Tinh lập tức triệu tập những người bạn thân nhất của mình để giúp cô trang điểm, nhưng khi đến nơi hẹn lại thấy Hàn Đình cũng ở đó. Thấy Hàn Đình không có ý định nhận quen biết với mình, Kỷ Tinh chỉ đành làm theo chỉ thị của Tăng Tổng lấy lòng khách hàng, rồi nhân cơ hội này để quảng cáo robot của công ty. Khách hàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kỷ Tinh. Cảnh tượng này khiến Hàn Đình cảm thấy rất không vui. Anh lập tức gọi cho Tăng Tổng ra ngoài, bắt nhân viên của mình chơi cùng. Đây là cách quảng cáo của cô à? Tăng Tổng giải thích Kỷ Tinh là kỹ sư sản phẩm, đưa cô ấy đến đây là để giới thiệu sản phẩm. Hàn Đình không muốn nghe lý do, ra lệnh cho Kỷ Tinh rời đi. Kỷ Tinh bị đuổi đi, về nhà phàn nàn với bạn thân. Tốt xấu gì thì trước đây cô với Hàn Đình cũng là bạn học đại học, hai người còn cùng tham gia một dự án. Sau khi dự án đạt giải, mọi người hẹn nhau đi ăn mừng. Hàn Đình không xuất hiện thì thôi đi, mà đến một câu giải thích cũng không có. Ai ngờ 10 năm sau Hàn Đình lại trở thành một chủ tịch cao cao tại thượng, không chỉ giả bộ không quen biết mình, mà còn đuổi cô đi ngay trên bữa tiệc. Kỷ Tinh không biết rằng Hàn Đình đã thích cô trong quá trình làm dự án hồi đại học, vốn muốn tỏ tình với cô trong bữa tiệc ăn mừng, không ngờ ông nội lại đột nhiên sắp xếp cho anh đi du học, xuất phát ngay vào đêm đó. Trong lúc tiếc nuối, anh đã gửi tin nhắn cho Kỷ Tinh giải thích việc mình không thể tham gia bữa tiệc, hy vọng có thể vẫn luôn giữ liên lạc. Ai ngờ Kỷ Tinh lại không hề trả lời tin nhắn của anh. Điều này khiến anh cho rằng anh là một sự tồn tại có cũng được mà không cũng được trong lòng Kỷ Tinh. Bạn nhắc nhở anh rằng liệu có nhầm lẫn gì ở đây không? Kỷ Tinh căn bản không hề nhận được tin nhắn. Hàn Đình không tin là có sự trùng hợp như vậy. 10 năm đã trôi qua, những điều tiếc nuối lúc đó đã bị anh chôn chặt trong lòng từ lâu. Nhưng đến tối, anh vẫn thêm số WeChat của cô theo số mà hồi sáng Kỷ Tinh làm sức xe để lại. Kỷ Tinh thấy chữ ký là chủ nợ, nhầm tưởng anh là tài xế lái xe lúc đó, liền hỏi cần đền bao nhiêu tiền. Hàn Đình tương kế tựu kế, dùng thân phận của tài xế để nói chuyện với cô. Hôm sau, khách hàng trong bữa tiệc đã gửi tặng cho Kỷ Tinh một bó hoa lớn. Tin Kỷ Tinh cùng sếp Tăng đi gặp khách hàng lan truyền như cháy rừng, thấy sắc mặt cấp trên trực tiếp không tốt, Kỷ Tinh vội vàng đi vào giải thích, nói Tăng Tổng đưa cô đi chỉ là để giới thiệu hiệu suất của robot. Rõ ràng là Trần Tổng ghen đến đỏ mắt nhưng vẫn giả nhân giả nghĩa nói, mình nhìn thấy rõ biểu hiện và năng lực của cô, nhất định sẽ thăng chức tăng lương cho cô, bảo cô thư giãn để tham gia tiệc mừng công. Kỷ Tinh tin đó là thật, ăn mặc chỉnh tề đến địa điểm tổ chức tiệc mừng, nhìn thấy Tăng Tổng khoác tay Hàn Đình bước vào. Khi Tăng Tổng phát biểu còn đặc biệt cảm ơn Hàn Đình, cả ánh mắt lẫn lời nói đều bộc lộ ra sự yêu thích anh.
Có người trêu Hàn Đình là Tăng Tổng thích anh. Hàn Đình lại không có phản ứng gì với chuyện này. Khi đi ra nghe điện thoại thì nhìn thấy một mình Kỳ Tinh đang nghiên cứu robot. Thế là muốn đi tới để hỏi chuyện năm đó. Ai ngờ còn chưa kịp nói thì Tăng Tổng đi tới nói có chuyện tìm anh. Khi Kỳ Tinh đi vệ sinh vô tình nghe Trần Tổng nói chuyện với giám đốc tiêu thụ. Giám đốc tiêu thụ gieo rắc mỗi bất hòa. Kỳ Tinh quá nổi tiếng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì vị trí của Trần Tổng sẽ gặp nguy hiểm. Trần Tổng sớm đã có dự tính lừa tăng chức tăng lương cho Kỳ Tinh. Chính là vì để Kỳ Tinh cảm kích mình, dốc lòng làm việc hơn nữa. Lúc này Kỳ Tinh mới nhận ra là mình bị lừa, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Ai ngờ vừa đi ra ngoài thì giám đốc tiêu thụ đã chủ động tìm đến cô. Kỳ Tinh không muốn nói nhiều với đối phương, tìm đại một lý do để rời đi. Bị giám đốc tiêu thụ ở phía sau vỗ vào mông, Kỳ Tinh đối chất với ông ta, ngược lại còn bị giám đốc tiêu thụ đẩy ngã ra đất. Đối phương đảo ngược cục diện, vu khống cô ăn mặc hở hang, muốn quyến rũ mình. Kỳ Tinh nhìn những nam đồng nghiệp ở xung quanh, ai nấy đều lộ ra vẻ giễu cợt, nhất thời bị cô lập. Vì để trừng trị tên đều cáng kia, Kỳ Tinh lập tức gọi cảnh sát. Trần Tổng báo sự việc với Tăng Tổng. Tăng Tổng bảo anh đi khuyên Kỳ Tinh đừng làm lớn việc này lên, giải quyết riêng tư. Trần Tổng đi đến nói chuyện, nói với cảnh sát rằng trong này nhất định có hiểu lầm, mọi người đều là đồng nghiệp, họ sẽ tự giải quyết. Kỳ Tinh không muốn để tha cho tên cha nam kiêu ngạo này, không chấp nhận hòa giải, yêu cầu xem camera giám sát để tìm ra sự thật. Hàn Đình đang chuẩn bị đi gặp khách hàng thì nhìn thấy cảnh tượng này, dặn trợ lý đi tới giúp Kỳ Tinh. Nếu như không tra được camera giám sát thì cứ làm theo như mình dặn. Cả nhóm người đến phòng giám sát, nhưng cam đã bị che mất, không thể chứng minh là giám đốc tiêu thụ có hành vi biến thái hay không. Giám đốc tiêu thụ thấy vậy lập tức phản bác ngược lại, nói sẽ kiện Kỳ Tinh vì tội vu khống mình, yêu cầu Kỳ Tinh phải xin lỗi ông ta. Trần Tổng khuyên Kỳ Tinh cúi đầu, chuyện này đến đây là kết thúc. Kỳ Tinh có trăm cái miệng cũng khó cãi, trong mắt đong đầy nước mắt. Chính vào lúc này trợ lý đặc biệt đi vào nói rằng robot dịch vụ tại chỗ có camera tích hợp, có thể quay lại hình ảnh rõ ràng khi đó. Nếu như giám đốc tiêu thụ xác nhận là mình không làm ra những hành động biến thái đó, thì giờ anh sẽ lập tức kêu người đi trích xuất camera. Sắc mặt của giám đốc tiêu thụ lập tức tái mét, lập tức thừa nhận hành vi của mình. Tăng Tổng biết tin thì vô cùng bất mãn, nhưng bề ngoài thì làm ra bộ dạng bà chủ tốt an ủi nhân viên, hứa rằng sẽ sa thải giám đốc tiêu thụ, còn cho xe đưa Kỳ Tinh về nhà. Kỳ Tinh tâm sự nỗi bất bình của mình với Nhất Thần đang đi công tác nước ngoài. Nhất Thần lo rằng cô làm vậy thì sẽ bị cho là vô lý. Thấy Kỳ Tinh tức giận thì lại giải thích rằng sợ cô bị cô lập ở công ty. Sau khi Kỳ Tinh cúp máy, đột nhiên nhớ tới trợ lý đặc biệt đã giúp đỡ cô ngày hôm nay chính là tài xế lái xe bị cô làm sức xe. Thế là tìm đến WeChat của đối phương để nói lời cảm ơn. Thế nhưng đối phương lại trực tiếp trả lời rằng anh là Hàn Đình. Kỳ Tinh xem qua lịch sử trò chuyện giữa hai người, thấy trước đây mình có nói vài lời tâng bốc, liền lập tức giả hẹo. Hôm sau khi Kỳ Tinh đi làm, phát hiện mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Mạng nội bộ của công ty thậm chí còn bùng nổ hơn, nói cô có quan hệ với Hàn Đình. Nếu không Hàn Đình sẽ không để trợ lý đặc biệt giúp đỡ một nhân viên nhỏ bé như cô. Những lời này lọt vào tai Tăng Tổng. Tăng Tổng điều tra thì phát hiện Hàn Đình và Kỳ Tinh có qua lại thời học đại học. Hơn nữa, cô cũng nhìn ra Hàn Đình đối với Kỳ Tinh không hề bình thường. Vì để đối phó với Kỳ Tinh, Tăng Tổng ám chỉ Trần Tổng cử Kỳ Tinh đi làm việc bên ngoài. Trần Tổng không quan tâm đến sự phản kháng của Kỳ Tinh, lệnh cho cô đến bệnh viện Tinh Cảng để bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ cho Tiểu Bạch. Trước khi đi làm bên ngoài, Trần Tổng lại lệnh cho Kỳ Tinh dẫn dắt một nhóm làm lại số liệu mới. Mọi người trong nhóm không muốn tăng ca liền khó chịu với Kỳ Tinh. Ở đây có người thực sự coi mình là chủ quảng hoa này rồi à? Ở đây giả làm sếp cái gì chứ? Kỳ Tinh không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói rằng không đẩy được tiến độ dự án thì mọi người đều sẽ không nhận được tiền thưởng. Lúc này mọi người mới làm xong đầu việc trong tay mình. Kỳ Tinh làm thêm giờ một mình để xử lý công việc cuối cùng. Đợi đến khi cô rời đi thì vừa hay gặp Hàn Đình cũng đang làm thêm giờ. Ngoài trời đang mưa rất to, Hàn Đình đã chủ động đề nghị đưa Kỳ Tinh về nhà. Trên đường anh nói Kỳ Tinh vẫn giống như 10 năm trước vậy. Lúc này Kỳ Tinh mới hiểu rằng Hàn Đình có nhận ra cô. Hàn Đình hỏi Kỳ Tinh đổi số điện thoại từ khi nào. Hóa ra vào hôm anh lấy thân phận chủ nợ để thêm WeChat của Kỳ Tinh, anh mới phát hiện là Kỳ Tinh đã đổi số. Kỳ Tinh trả lời rằng đổi từ hồi đại học, chỉ vài từ đơn giản đã kết thúc lần đầu tiên hàn huyên của hai người. Ngày hôm sau, Kỳ Tinh đến bệnh viện Tinh Cảng để bảo trì. Không ngờ thái độ của giám đốc phụ trách lại rất lạnh lùng, nói rằng sẽ không tiến hành hợp tác kỳ thứ hai với họ nữa. Kỳ Tinh muốn biết nguyên nhân nhưng chủ nhiệm lại không muốn nói nhiều thêm. Khi Kỳ Tinh rời đi thì thấy tầng 1 đầy bệnh nhân đang chờ thanh toán. Lúc này mới phát hiện là hệ thống bác sĩ đám mây thông minh xuất hiện vấn đề. Cô lập tức liên lạc với giám đốc nói rằng cô có thể sửa nó. Kỳ Tinh giúp sửa chữa hệ thống. Giám đốc cảm thấy vô cùng cảm kích, đồng thời cũng nói với cô Nguyên do không hợp tác giai đoạn 2 nữa. Robot Tiểu Bạch có tác dụng rất lớn ở giai đoạn đầu, nhưng những tác dụng về sau không lớn đối với các bệnh viện đa khoa. Ngược lại, nó sẽ có ích hơn đối với các bệnh viện cấp cơ sở ở thị trấn. Vừa nói xong Hàn Đình vội vàng chạy tới. Hệ thống bác sĩ đám mây thông minh cũng là sản phẩm của Đông Dương. Sự tê liệt của hệ thống chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn Đông Dương. May là Kỳ Tinh kịp thời sửa chữa cứu vãn được tổn thất. Hàn Đình bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Kỳ Tinh.
Kỳ Tinh nhắc nhở anh rằng sự cố lần này dường như có người cố ý làm vậy, bởi vì cô nghe thấy có người cố gắng kích động bệnh nhân, nói rõ ra được rằng hệ thống là sản phẩm của Đông Dương, hơn nữa còn lấy điện thoại ra để quay. Tin tức Kỳ Tinh lập công truyền đến tai Tăng Tổng tiếp tục gây áp lực lên Trần Tổng. Đôi khi cấp dưới có lòng cầu tiến là chuyện tốt, nhưng nếu như leo nhanh quá thì có thể sẽ ảnh hưởng đến vị trí của anh đấy. Trần Tổng vì để đàn áp Kỳ Tinh, lập tức quyết định cử Kỳ Tinh tham gia công việc robot Tiểu Bạch liên kết với bác sĩ đám mây thông minh để thực hiện chẩn đoán và chữa trị ở cơ sở. Kỳ Tinh tranh luận gay gắt, cô là một kỹ sư phát triển, không nên làm công việc của bộ phận thị trường. Trần Tổng vẫn còn vẽ bánh cho cô, nói rằng cho dù làm ở vị trí nào nếu như làm tốt thì đều sẽ được tăng chức tăng lương. Kỳ Tinh đã nhìn rõ bộ mặt thật của Trần Tổng. Trong lúc tức giận, cô liền tìm đến Tăng Tổng để nói lý. Không biết rằng Tăng Tổng mới là chủ mưu đứng đằng sau, nên đương nhiên sẽ coi như không liên quan. Kỳ Tinh cảm thấy tủi thân và buồn bã. Trần Tổng lại cứ vì để lấy được tiền thưởng dự án mà không ngừng dỗ dành cô. Tiểu Bạch là tâm huyết của cô, người có trách nhiệm như cô không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Kỳ Tinh thực sự không thể chịu nổi những mưu mô giữa các đồng nghiệp. Trong lúc tức giận liền từ chức. Hàn Đình nhìn thấy Kỳ Tinh khóc chạy ra khỏi công ty, đoán rằng cô từ chức vì chịu bất công, lập tức yêu cầu trợ lý đem CV của Kỳ Tinh gửi cho tiến sĩ Giang chịu trách nhiệm phát triển bác sĩ đám mây thông minh. Trước khi từ chức còn phải tiến hành một tháng bàn giao công việc, Kỳ Tinh sẵn sàng khởi đầu tốt đẹp và kết thúc tốt đẹp. Thế là theo đội cơ sở đến làng trai, không ngờ vừa xuống xe liền nhìn thấy Hàn Đình cũng ở đây. Cách đây không lâu, Hàn Đình nhìn thấy Kỳ Tinh trong danh sách những người đến làng trai, liền lập tức quyết định cũng tham gia cùng. Kết thúc một ngày làm việc, buổi tối Kỳ Tinh đến bên bờ biển hóng gió. Hàn Đình tìm đến, nhìn cái đã nhận ra sự mơ hồ của cô, khuyên cô gia nhập đội nhóm của tiến sĩ Giang. Tiến sĩ Giang cũng giống cô, đều là những chuyên gia có nghiên cứu mới nhất, không cần phí tâm với những nhân tình thế sự. Hàn Đình vẫn còn nhớ vẻ ngoài rạng rỡ của Kỳ Tinh khi đứng trên bục vinh quang. Anh hy vọng Kỳ Tinh đừng từ bỏ giấc mơ của mình. Trái tim bối rối của Kỳ Tinh đột nhiên trở nên rõ ràng. Sau khi hiểu được con đường mình phải đi, Hàn Đình tràn đầy tự tin, tưởng rằng nhất định Kỳ Tinh sẽ đến Đông Dương. Ai ngờ Kỳ Tinh lại quyết định khởi nghiệp kinh doanh cùng đàn em Chi Châu ở khóa dưới, lên ý tưởng phát triển kinh doanh in ấn y tế 3D. Sau khi nói chuyện xong, cô quay về nhà thì nhìn thấy Nhất Thần đi công tác cuối cùng cũng đã trở về. Cô nói với Nhất Thần ý định khởi nghiệp của mình. Nhất Thần thu lại ý cười nói rằng khởi nghiệp không phải là một chuyện đơn giản, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãng đưa ra quyết định. Kỳ Tinh đang vô cùng hứng khởi, buổi tối lại gọi bạn thân đến tụ tập. Mọi người vừa ngồi vào chỗ, cô liền muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Nhất Thần tưởng rằng cô muốn kết hôn, lén lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu ra. Không ngờ Kỳ Tinh lại nói là muốn khởi nghiệp. Nhất Thần lặng lẽ cất nhẫn đi. Mặc dù đã dự đoán rằng con đường khởi nghiệp sẽ gập ghềnh, nhưng anh vẫn ủng hộ cô vô điều kiện, lấy ra số tiền chuẩn bị để mua nhà để ủng hộ Kỳ Tinh bằng hành động cá nhân. Kỳ Tinh cảm động ôm lấy Nhất Thần. Ăn xong, một trong những cô bạn thân giúp Nhất Thần thu dọn phòng bếp. Cô hỏi Nhất Thần rằng có phải không muốn Kỳ Tinh khởi nghiệp hay không. Nhất Thần biết tính cách không vào chân tường không quay đầu của Kỳ Tinh, nên để cô làm những gì cô muốn. Còn điều Nhất Thần có thể làm chính là cho cô thấy sự thật. Kỳ Tinh vô tình nghe được những lời này. Cô lặng lẽ nhét thẻ của Nhất Thần trở lại túi áo anh. Nói làm là làm. Kỳ Tinh đến công ty làm thủ tục nghỉ việc. Trước khi rời đi bị Hàn Đình gọi lại. Hàn Đình phân tích từng khó khăn khi khởi nghiệp với cô. Nói với cô rằng lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là gia nhập Đông Dương phát triển bác sĩ đám mây thông minh. Kỳ Tinh không nghe lời khuyên của Hàn Đình. Cùng Chi Châu bắt đầu dọn dẹp phòng làm việc đã tìm được. Đợi thu dọn xong xuôi, Chi Châu tuyển thêm 2 nhân viên. Công ty công nghệ tinh thần chính thức được thành lập. Kỳ Tinh rút hết tiền tiết kiệm của mình để trả trước. Nhưng nếu muốn đi đúng hướng càng sớm càng tốt thì phải ra ngoài thu hút đầu tư. Cô cùng Chi Châu đi khắp nơi, nhưng không ngoài dự liệu đụng đâu cũng là tường. Hàn Đình kịp thời gọi điện cho Kỳ Tinh. Chi Châu tưởng rằng Hàn Đình muốn đầu tư. Ai ngờ cách của Hàn Đình là thành lập bộ phận nghiên cứu in y tế 3D ở Đông Dương, mời Kỳ Tinh và Chi Châu làm quản lý dự án. Kỳ Tinh lập tức từ chối lời đề nghị, kiên trì với con đường kinh doanh của bản thân. Nhóm bạn thân của Kỳ Tinh đến công ty để hỏi thăm. Bạn thân Thu Tử nhân cơ hội mời mấy người cùng mình đi xem mắt. Trong số đó có một người cũng về chuyên ngành y tế. Kỳ Tinh có thể tận dụng cơ hội để kéo mối hợp tác. Kỳ Tinh đồng ý, nhưng cô không thể nào ngờ được rằng người xem mắt với Thu Tử là chú họ của Hàn Đình, mà người thân của người đi xem mắt trong lời Thu Tử nói chính là Hàn Đình. Ngày xem mắt, Kỳ Tinh mãi mới tới. Cô nhìn thấy Hàn Đình ở hành lang khách sạn, còn đang phàn nàn Hàn Đình như âm hồn bất tán, ở đâu cũng gặp. Chào hỏi xong cô liền vội vàng đi vào phòng riêng. Ai ngờ Hàn Đình cũng đi cùng cô vào một phòng riêng. Hai cô bạn thân không biết người trước mặt chính là chính chủ mà hôm qua Kỳ Tinh mới phàn nàn với họ, còn tích cực thúc đẩy Hàn Đình đầu tư cho Kỳ Tinh. Kỳ Tinh vô cùng xấu hổ, hận không tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc bữa ăn kết thúc.
Kỳ Tinh vội kéo hai cô bạn thân rời đi. Về đến nhà, cô nói với bạn thân rằng Hàn Đình chính là cái người bạn đại học không muốn đầu tư chỉ muốn tuyển dụng kia. Bạn thân sau khi biết được thì cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kỳ Tinh nhìn ra Thu Tử không có hứng thú với đối tượng xem mắt, liền hỏi cô thích mẫu người đàn ông thế nào. Thu Tử nói ra mẫu hình lý tưởng của mình, không ngờ lại rất giống với bạn trai của Kỳ Tinh. Kỳ Tinh còn đang vui vì mình tìm được một người đàn ông hoàn mỹ, cũng không nghĩ gì nhiều. Bạn trai đến công ty thăm Kỳ Tinh, xem Kỳ Tinh cùng các bạn nỗ lực vì ước mơ. Tâm tình anh ấy phức tạp, ngưỡng mộ vì Kỳ Tinh đủ dũng cảm để theo đuổi ước mơ của mình. Lại cảm thấy Kỳ Tinh của bây giờ không còn phù hợp với cuộc sống bình yên, ổn định mà anh mong muốn nữa. Bạn trai chờ cả nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được Kỳ Tinh xong việc. Trên đường về nhà, anh và Kỳ Tinh thảo luận về việc kỷ niệm 4 năm tình yêu của họ. Quay đầu lại thì đã thấy Kỳ Tinh ngủ rồi. Điều này càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Khi Kỳ Tinh xuống xe lấy ra hai tấm vé xem kịch, hẹn đi xem phim cùng Nhất Thần, kỷ niệm 4 năm bên nhau. Nhất Thần thấy Kỳ Tinh không hề quên liền vui vẻ đồng ý. Ngày kỷ niệm 4 năm bên nhau, Kỳ Tinh tạm nghỉ sau lịch trình bận rộn của mình để đi xem kịch cùng Nhất Thần. Vừa hay Hàn Đình và Tăng Tổng cũng tới đó. Nhìn thấy Kỳ Tinh ở bên một người đàn ông, Tăng Tổng cố tình kéo Hàn Đình đi tới chào hỏi. Kỳ Tinh khoác tay Nhất Thần giới thiệu hai bên với nhau. Tăng Tổng thấy vậy cũng âm thầm khoác tay Hàn Đình. Đáng tiếc là cho dù như vậy thì sự chú ý của Hàn Đình đều đổ dồn vào Kỳ Tinh và bạn trai của cô. Nhất Thần có trực giác rằng ánh mắt Hàn Đình nhìn mình không hề thân thiện. Kỳ Tinh không để ý. Trong mắt cô thì Hàn Đình nhìn ai cũng không thân thiện. Khi kịch sắp bắt đầu, Kỳ Tinh đột nhiên nhận được điện thoại của Chi Châu. Có một đàn anh đồng ý giúp đỡ họ giải quyết những vấn đề gần đây. Công ty Tinh Thần đã phát triển sản phẩm Analog đầu tiên của mình. Hiện nay vô cùng thiếu máy in, vì không có ai đầu tư, tiền trong tài khoản lại không đủ. Kỳ Tinh và Chi Châu quyết định thuê máy in cũ. Đáng tiếc là hai người chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay mà cũng không thuê được. Giờ đây cuối cùng cũng có chuyển biến. Kỳ Tinh không muốn phá hỏng buổi hẹn hò, nhưng Chi Châu lại thúc giục cô. Không còn cách nào khác, chỉ đành mong Nhất Thần tha thứ. Cô muốn đi trước. Nhất Thần nói rằng mình hiểu, nhưng trong lòng lại rất thất vọng. Kỳ Tinh cùng Chi Châu đến gặp đàn anh. Đàn anh liên tục nói nể tình đồng môn mới giúp bọn họ, yêu cầu bọn họ lập tức trả tiền thuê. Kỳ Tinh cân nhắc đến chuyện cơ hội đến không dễ dàng gì, liền đồng ý ký vào hợp đồng. Nhưng vì để đảm bảo an toàn nên cô trả trước một nửa, đợi đến khi nhận được máy in thì mới trả nốt số còn lại. Kỳ Tinh bận xong thì kịch bên chỗ Nhất Thần cũng kết thúc. Anh bước ra khỏi rạp một mình thì nhận được điện thoại cầu cứu của Thu Tử. Nhà của Thu Tử bị siêu đạo Trích ghé thăm, trong lúc vội vàng đã liên hệ với Nhất Thần. Bạn trai Kỳ Tinh giúp Thu Tử gọi cảnh sát, rồi lại tìm người đến thay ổ khóa. Thu Tử hỏi về chuyện tình cảm của anh Nhất Thần với Kỳ Tinh. Nhất Thần vốn muốn cầu hôn Kỳ Tinh khi đang xem kịch, không ngờ Kỳ Tinh lại rời đi giữa chừng. Thu Tử cổ vũ anh thử lại lần nữa. Nhất Thần nghe lời khuyên, đợi buổi tối Kỳ Tinh đến tìm anh liền lập tức lấy nhẫn ra cầu hôn. Kỳ Tinh nhận chiếc nhẫn nhưng mong Nhất Thần đợi cô, đợi Kỳ Tinh đi đúng hướng rồi cô sẽ cầu hôn lại Nhất Thần. Nhất Thần cảm thấy vô cùng chán nản, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tối đó, Hàn Đình bị kích động bởi việc Kỳ Tinh có bạn trai, chơi bóng rổ với bạn để phát tiết tâm trạng. Anh bạn cho rằng chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn còn cơ hội. Nếu như anh có thể giúp Kỳ Tinh giải quyết vấn đề đầu tư, vậy thì chính là nhất cự ly rồi. Hàn Đình không muốn trộn lẫn công việc với tình yêu, kiên trì với nguyên tắc của bản thân. Mấy ngày sau, Tinh Thần mãi vẫn chưa nhận được máy in. Chi Châu đi tìm đàn anh mới biết được người ta đã cao chạy xa bay từ lâu rồi, họ đã bị lừa. Kỳ Tinh vô cùng lo lắng. Lúc này một nhân viên cho rằng không nhìn thấy hy vọng nữa, liền nộp đơn từ chức. Kỳ Tinh bất lực chỉ đành thả người. Nhưng vì khoảng thời gian này Tinh Thần luôn trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi, Kỳ Tinh đột nhiên ngất đi. Chi Châu không còn đường nào để đi giấu Kỳ Tinh đến tìm Hàn Đình. Anh nói với Hàn Đình về tình cảnh khó khăn của công ty, hy vọng Hàn Đình có thể đầu tư cho bọn họ. Ngoài công việc thì Hàn Đình còn biết được Kỳ Tinh bị ngất. Hàn Đình và Chi Châu cùng nhau đến bệnh viện. Nhìn Kỳ Tinh như thế này, Hàn Đình rất đau lòng, nhưng anh vẫn là câu nói đó. Kỳ Tinh đến Đông Dương mới là lựa chọn tốt nhất. Bạn trai không hề biết chuyện Kỳ Tinh ngất xỉu. Anh gọi cho Kỳ Tinh mấy lần nhưng không có ai nghe máy. Vừa cúp máy thì mẹ lại gọi đến. Hóa ra bố của Nhất Thần bị dính vào một vụ kiện nên cần tiền gấp. Mẹ biết rằng anh không có đủ tiền, hy vọng anh tìm Kỳ Tinh mượn tiền. Bạn trai không nói với mẹ rằng anh không liên lạc được với Kỳ Tinh, chỉ nói rằng mình sẽ tự tìm cách. Thu Tử đi ngang qua vô tình nghe thấy Nhất Thần nói chuyện điện thoại, biết được anh cần tiền gấp, lập tức lấy thẻ ngân hàng ra cho anh mượn tiền gấp. Không lâu sau Kỳ Tinh tỉnh dậy, nhìn thấy điện thoại và tin nhắn của bạn trai liền lập tức gọi lại. Biết được chuyện của Nhất Thần đã được giải quyết, cô nằm trên giường buồn bã bật khóc, tự trách mình không giúp được bạn trai vào lúc anh ấy cần. Sau khi Kỳ Tinh được xuất viện, tiếp tục cùng Chi Châu tìm kiếm nhà đầu tư, nhưng vẫn không có ai nguyện ý đầu tư cho bọn họ. Ngay khi hai người đang không biết phải làm thế nào, đột nhiên có một nhà đầu tư gọi điện đến. Kỳ Tinh đi gặp đối phương, đồng thời Hàn Đình cũng biết được tin tức mà người muốn đầu tư cho Kỳ Tinh không phải ai khác, mà chính là chị họ của anh, Hàn Uyển. Hàn Uyển bất mãn việc ông nội giao quyền quản lý công ty cho Hàn Đình,
coi Hàn Đình như cái gai trong mắt, liên thủ với những cổ đông khác đối phó mọi lúc mọi nơi với Hàn Đình. Trợ lý nhắc nhở Hàn Đình, một khi Kỳ Tinh chấp nhận khoản đầu tư của Hàn Uyển, vậy thì cô sẽ đứng ở phía đối lập với họ. Có muốn ra tay đầu tư cho Tinh Thần trước không? Hàn Đình tin vào phán đoán của Kỳ Tinh, bình tĩnh chờ kết quả đàm phán của hai người. Hàn Uyển đi thẳng vào vấn đề, cô muốn đầu tư 20 triệu, nắm giữ 33,4% cổ phần. Mặc dù số tiền đầu tư vượt xa sự mong đợi của Kỳ Tinh, nhưng tỷ lệ cổ phần đã nắm một phiếu quyền phủ quyết rồi. Cô hỏi Hàn Uyển là liệu có thể đảm bảo đội ngũ sáng lập của Tinh Thần sẽ không bị thay thế không? Hàn Uyển không dễ dàng đưa ra đáp án, ưu tiên hàng đầu là giúp họ vượt qua khó khăn hiện tại. Nếu Kỳ Tinh đồng ý thì 10 giờ sáng mai đến ký hợp đồng. Sau khi Kỳ Tinh trở về liền điều tra tư liệu của Hàn Uyển, phát hiện chỉ cần là công ty mà Hàn Uyển đầu tư vào thì cuối cùng đội ngũ sáng tạo đều sẽ bị sa thải. Cô lo lắng Tinh Thần cũng sẽ chịu chung số phận, như vậy thì sẽ đánh bại ý định khởi nghiệp ban đầu của cô. Chi Châu cho rằng đây đều là chuyện của tương lai, giờ nên giải quyết vấn đề trước mắt, đã đề nghị chấp nhận đầu tư của Hàn Uyển. Kỳ Tinh một mình lên mái nhà, nghĩ lại những khó khăn và trở ngại trên con đường khởi nghiệp này, nhất thời trong lòng khó đưa ra quyết định. Thời gian rất nhanh đã đến 10 giờ ngày hôm sau, Kỳ Tinh đi vào văn phòng của Hàn Uyển đúng giờ. Mặc dù thực tế và lý trí nói với cô rằng chấp nhận đầu tư là điều nên làm, nhưng cô vẫn không muốn công ty một tay mình gây dựng cuối cùng lại trở thành vật hy sinh của tư bản. Cuối cùng cô vẫn từ chối Hàn Uyển. Hàn Đình biết tin liền lập tức đến Tinh Thần đầu tư. Anh ra giá 20 triệu, nắm giữ 33,4% cổ phần. Điều khác biệt với Hàn Uyển là ở chỗ, anh đảm bảo Kỳ Tinh có tiếng nói cuối cùng về công việc nội bộ của Tinh Thần, sau này cũng sẽ không can thiệp vào sự sắp xếp của nhóm sáng lập. Kỳ Tinh đồng ý với các điều kiện, hai người đạt được hợp tác từ đây. Hàn Đình để ý đến chiếc nhẫn trên tay Kỳ Tinh, cảm thấy vô cùng rực rỡ. Sự việc đã được giải quyết thỏa đáng, Kỳ Tinh vui vẻ đi đón Nhất Thần từ quê lên, còn khoe chiếc nhẫn trước mặt Nhất Thần, chỉ là phản ứng của Nhất Thần lại rất nhạt nhẽo. Buổi tối Nhất Thần nấu một bàn đồ ăn cho Kỳ Tinh, dặn dò cô là sau này công việc có bận thế nào thì cũng phải ăn uống đúng giờ. Kỳ Tinh vô cùng cảm động, ăn tối xong liền kéo bạn trai cùng xem phim, bàn bạc chuyện một thời gian nữa sẽ về thăm bố mẹ anh. Bạn trai không trả lời cô, bảo cô cứ xem phim trước. Kỳ Tinh cũng không nghĩ gì nhiều, ngọt ngào tựa vào vai Nhất Thần, nhưng Nhất Thần lại không hề có chút vui vẻ nào. Kỳ Tinh phải tham dự một diễn đàn rất quan trọng. Buổi sáng, Nhất Thần chuẩn bị bữa sáng cho cô vội vàng cắn hai miếng rồi bỏ đi, bảo đảm là tối sẽ quay về cùng anh ăn tối. Bạn trai lạnh lùng kéo tay cô ra, Tinh Tinh, chúng ta chia tay đi, anh đùa em như vậy em sẽ tức giận đó. Nhất Thần nhắc lại lần nữa là anh không đùa, mọi thứ đều là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tài xế gọi xe ở dưới tầng thúc giục Kỳ Tinh mau xuống tầng. Kỳ Tinh tháo nhẫn ra, miệng thì nói rằng giao quyền lựa chọn cho Nhất Thần, nhưng trong lòng lại hy vọng Nhất Thần hồi tâm chuyển ý. Ngồi trong xe, nước mắt của Kỳ Tinh lập tức trào ra, bạn trai đang ân ái đột nhiên đề nghị chia tay. Cô không hiểu rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Đến địa điểm giao lưu, Kỳ Tinh lơ đãng, luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, hy vọng Nhất Thần sẽ trả lời mấy tin nhắn mà cô đã gửi. Nhưng Nhất Thần lại không hề trả lời lấy một tin. Hàn Đình nhìn ra Kỳ Tinh đang mất tập trung, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Kỳ Tinh cố nở nụ cười nói dối rằng chỉ là mình nghỉ ngơi không tốt mà thôi. Nhưng Hàn Đình phát hiện chiếc nhẫn trên tay cô đã biến mất, đoán rằng cô đã chia tay với bạn trai. Vì để chuyển hướng sự chú ý của Kỳ Tinh, Hàn Đình giới thiệu cô với các nhà lãnh đạo trong ngành. Kỳ Tinh lợi dụng khoảng cách giữa Hàn Đình và đối phương đang nói chuyện lại nhìn vào điện thoại, không ngờ Tăng Tổng lại đi đến dậu đổ bìm leo. Có gì không hiểu thì hỏi, đừng có chơi điện thoại mãi thế. Kỳ Tinh phớt lờ sự châm chọc của Tăng Tổng. Diễn đàn kết thúc, cô lập tức về nhà tìm Nhất Thần. Thế nhưng cô nhìn thấy đồ bạn trai để ở nhà mình đều đã bị chuyển đi hết. Cô lại chạy đến chỗ ở của Nhất Thần, lấy ra hợp đồng đã ký với Đông Dương và vốn đầu tư nhận được ra, vội vàng giải thích rằng Tinh Thần sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo, cô sẽ không bận rộn mà không quan tâm đến Nhất Thần như trước nữa. Nhất Thần chỉ lạnh lùng nói lời chúc mừng, chứ cũng không nói gì khác. Kỳ Tinh tưởng Nhất Thần đã có tình yêu mới, lao vào phòng tìm manh mối về người phụ nữ khác. Nhất Thần mặc cô muốn làm gì thì làm. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại, Nhất Thần đưa ra lý do chia tay. Điều anh mong muốn là một cuộc sống đơn giản và bình yên, nhưng Kỳ Tinh lại muốn thực hiện giá trị của mình. Nếu như con đường phải đi khác nhau, vậy thì chỉ có thể chịu đau mà chia tay. Kỳ Tinh khóc lóc cầu xin đừng chia tay, nhưng Nhất Thần đã quyết định. Kỳ Tinh thấy không có cơ hội để cứu vãn, thất vọng chạy đến quán bar uống say. Hàn Đình luôn quan tâm đến động thái của cô, chẳng mấy chốc đã đến quán bar, thấy Kỳ Tinh say đến bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn tiếp tục uống. Hàn Đình trực tiếp bế cô về nhà. Hàn Đình cẩn thận chăm sóc Kỳ Tinh trên đường, thấy Kỳ Tinh không ngừng lắc trái lắc phải, anh lo lắng Kỳ Tinh sẽ bị đập đầu, vội vàng cởi áo khoác kê dưới đầu cô. Kỳ Tinh mơ hồ nằm lên đùi đối phương,
Hàn Đình lập tức ngơ ngác không biết phải làm sao, trong lòng hoảng loạn. Giao kỷ tinh cho bạn thân của cô xong, Hàn Đình liền quay người muốn rời đi. Ai ngờ kỷ tinh say xỉn lại ôm lấy đùi không cho anh đi. Kỷ tinh coi Hàn Đình là nhất thần của mình, khóc lóc nói có thể không chia tay có được không. Mặc dù Hàn Đình cảm thấy đau lòng, nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng. Trả lời cô là không thể, đợi bạn thân đi mua mật ong về. Hàn Đình đứng dậy muốn rời đi, không ngờ kỷ tinh lại đột nhiên say đến phát rồ, đứng bấp bênh trên ghế hát. Hàn Đình bảo cô đừng làm loạn nữa. Cô lại đứng trước mặt Hàn Đình chỉ trích anh hung dữ với cô, thấy kỷ tinh không thể kiểm soát được bản thân nữa. Hàn Đình không nghĩ nhiều mà vác luôn cô đi thẳng về phòng. Hôm sau, kỷ tinh tỉnh dậy, đã quên đi sự việc đáng xấu hổ tối qua. Đợi đến khi cô ra ngoài uống nước, thấy ba cô bạn thân đang nhìn mình chằm chằm. Bạn thân giúp kỷ tinh nhớ lại chuyện tối qua. So với việc ngại tèo thì kỷ tinh để ý việc chia tay với bạn trai hơn. Chia sẻ với bạn thân về chuyện thất tình của mình. Sau khi trở về phòng, cô nhớ đến mối tình 4 năm nói tan là tan. Nước mắt cô lại không kìm được mà tuôn rơi. Hàn Đình vì để kỷ tinh vượt qua nỗi đau tình tan vỡ càng sớm càng tốt, nên đã hạ lệnh cô làm việc, bảo cô tập trung toàn bộ sức lực vào công việc. Bạn bè nhắc nhở Hàn Đình rằng kỹ thuật nghiên cứu của công ty hãn hải do họ thành lập đã vượt qua tinh thần. Nếu cứ tiếp tục thế này thì tinh thần bị nuốt chửng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng nếu như thế này thì chuyện đầu tư vào tinh thần sẽ trở thành lý do để bà chị Hàn Uyển làm khó Hàn Đình. Người bạn nhắc nhở Hàn Đình kịp thời ngăn chặn thua lỗ kịp thời, bỏ mặc tinh thần tự sinh tự diệt. Hàn Đình tin rằng kỷ tinh nhất định có thể làm ra thành tích khác. Anh có niềm tin vào kỷ tinh. Kỷ tinh gặp Hàn Đình để báo cáo công việc. Hàn Đình hưng phấn tự mình xuống bếp nấu đồ ngon cho kỷ tinh. Nấu xong thì đóng gói lại mang đến tinh thần. Hàn Đình không nhìn thấy kỷ tinh mà lại gặp mẹ kỷ tinh trước. Mẹ cô tưởng anh thành đàn em hợp tác với cô, còn tưởng đồ anh xách là đồ đặt ngoài. Hàn Đình không giải thích, tuân theo sự sắp xếp của mẹ kỷ đi rửa dâu tây. Không ngờ đường nước bị hỏng bắn hết lên người anh. Mẹ kỷ sợ anh bị cảm lạnh, lấy ra áo khoác chuẩn bị cho kỷ tinh đưa cho anh thay. Bố mẹ Hàn Đình qua đời sớm nên anh không có kinh nghiệm ở cùng với trưởng bối, chỉ đành nghe lời rồi làm theo. Đợi đến khi kỷ tinh trở lại, liền nhìn thấy Hàn Đình lạnh lùng mặc áo khoác ngoài màu hồng. Kỷ tinh không nhịn được cười, vội vàng giới thiệu với mẹ rằng Hàn Đình không phải là công sự, mà là nhà đầu tư của cô. Mẹ kỷ có chút xấu hổ, may là Hàn Đình không bận tâm. Hàn Đình bị giữ lại ăn cơm, thấy kỷ tinh thích đồ anh nấu, mắt của anh luôn dán chặt vào kỷ tinh, miệng còn mang theo ý cười. Mẹ kỷ chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra tâm tư của Hàn Đình, được Hàn Đình đưa về nhà, nhiệt liệt chào đón Hàn Đình sau này đến nhà chơi. Mấy hôm sau, kỷ tinh liên hệ với trợ lý của Hàn Đình để hỏi về các kênh mua máy in. Không ngờ trợ lý lại đang nói chuyện với Hàn Đình. Hàn Đình đã nghe đầy đủ yêu cầu của kỷ tinh, qua điện thoại dặn trợ lý bảo kỷ tinh đến tìm mình giúp đỡ. Kỷ tinh vội vàng xua tay, nói rằng chút chuyện nhỏ này không cần phiền đến Hàn tổng. Ngay giây sau, Hàn Đình trực tiếp bảo trợ lý mở loa, qua điện thoại lệnh cho kỷ tinh lập tức đến phòng làm việc của anh. Kỷ tinh ngoan ngoãn đi gặp Hàn Đình. Hàn Đình đồng ý sử dụng kênh của Đông Dương để giúp cô mua một chiếc máy in, nhưng anh yêu cầu cô dùng 5% cổ phần của tinh thần ra để đổi. Kỷ tinh còn chẳng buồn nghĩ đã trực tiếp đứng dậy rời đi. Cô gọi cho cô bạn thân nhất Lật Lệ của mình, nhờ cô giúp tìm kênh mua. Lật Lệ nhanh chóng tìm được một công ty sản xuất thiết bị máy in, nhưng kỷ tinh chỉ cần một cái. Sản xuất và vận chuyển tính ra phải mất nửa năm mới có hàng, cũng không có giảm giá. Kỷ tinh mong đối phương nới lỏng một chút, chọn một cái từ kho đưa cho họ. Đối phương không đồng ý. Khi kỷ tinh nhắc đến Đông Dương thì liền lập tức thay đổi thái độ, nói rằng có thể báo với sếp Lâm một chút. Lâm Tổng đặc biệt gọi điện hỏi Tăng Tổng mối quan hệ giữa kỷ tinh và Hàn Đình. Tăng Tổng vì để khiến kỷ tinh xấu mặt, bảo Lâm Tổng hẹn kỷ tinh đi ăn. Hôm đi ăn, Tăng Tổng lấy danh nghĩa mời Hàn Đình đi ăn, đưa Hàn Đình đến phòng riêng cạnh phòng ăn của kỷ tinh. Chỗ này vừa hay có thể nghe thấy cuộc hội thoại của mấy người bên kỷ tinh. Trên bàn ăn, Lâm Tổng nhờ kỷ tinh giúp ông kết nối với Hàn Đình, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, bên trong và bên ngoài lời nói. Có vẻ như coi mối quan hệ của hai người thành mối quan hệ không đúng mực. Kỷ tinh muốn mua máy in nên không thể đắc tội với đối phương, nhưng cô cũng không muốn vượt quá giới hạn làm chủ thay Hàn Đình. Nhất thời ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tăng Tổng ở vách bên cạnh dậu đổ bìm leo, nói rằng kỷ tinh đang lợi dụng Hàn Đình để đi lên. Hàn Đình lập tức đoán ra Tăng Tổng cố tình đưa anh đến đây. Tăng Tổng cũng không phủ nhận, bảo Hàn Đình nghe tiếp kỷ tinh trả lời thế nào. Phía bên này, Lật Lệ nhìn ra sự khó xử của Hàn Đình, lén lút gõ một câu vào điện thoại. Chuyện trên bàn ăn ứng phó một hai câu là được. Lật Lệ đứng ra giải quyết cục diện, nói rằng hai bên đều là doanh nghiệp xuất sắc, sau này nhất định sẽ có cơ hội hợp tác. Nói xong liền lập tức nâng cốc chúc mừng. Kỷ tinh đi ra hít thở không khí, khi quay lại nhìn thấy Hàn Đình đang đứng trước cửa đợi cô. Hàn Đình trực tiếp đưa cô đến chỗ cầu thang, từng bước ép sát.
chất vấn mối quan hệ của họ là gì trong mắt người khác. Kỳ Tinh lo lắng đến mức suýt khóc. Tin đồn tình cảm không là gì với tôi cả, nhưng sẽ tổn thương đến cô. Nếu như cô không gánh vác được hậu quả, thì đừng đi đường tắt. Sau khi Kỳ Tinh về nhà nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Lâm Tổng, giải thích rằng mình với Hàn Đình chỉ là mối quan hệ bạn học cùng đại học. Không ngờ lại biết được trợ lý của Hàn Đình đã giúp cô giải quyết trước chuyện này một bước rồi. Lâm Tổng không những không trách cô, mà còn khâm phục lòng dũng cảm của cô khi kiên trì khởi nghiệp. Chính vì như vậy, Kỳ Tinh ngày càng cảm thấy xấu hổ với Hàn Đình, gửi tin nhắn xin lỗi Hàn Đình, không nên dùng tên Hàn Đình để lừa dối, hứa là sẽ không có lần sau nữa. Hàn Đình chỉ ừ lại một câu, sau đó lật lệ gia nhập Tinh Thần, cùng Kỳ Tinh gánh vác sự nghiệp. Trước mắt công ty không chỉ phải đối mặt với vấn đề không tuyển được nhân sự kỹ thuật, mà còn phải tìm phòng thực nghiệm nữa. Mấy người tập trung lại suy nghĩ, quyết định chia nhau ra hành động. Lúc này Hàn Đình đến viện dưỡng lão thăm ông nội. Ông nội đã biết anh đầu tư cho Kỳ Tinh 20 triệu, vừa nhìn đã nhìn ra anh làm vậy không đơn giản chỉ là đầu tư. Hàn Đình thừa nhận rằng anh thích Kỳ Tinh, nhưng chuyện đầu tư tuyệt đối là vì nhìn ra năng lực của Kỳ Tinh. Ông nội không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhắc nhở Hàn Đình rằng nữ chủ nhân của Hàn gia không dễ làm. Ông chỉ cho Kỳ Tinh 2 năm, nếu Kỳ Tinh không thành công trong 2 năm, thì Hàn Đình phải tìm một cô gái môn đăng hộ đối để kết hôn. Sau khi Hàn Đình trở về, liền lập tức ra lệnh cho Kỳ Tinh tới báo cáo công việc, còn trách móc trợ lý sắp xếp thời gian báo cáo của Tinh Thần quá ngắn. Trợ lý nghe ra được hàm ý của Hàn Đình, anh thấy một tiếng thì sao, cậu không hiểu về tài ăn nói của Kỳ Tổng sao, vậy tôi sẽ sắp xếp 2 tiếng. Hàn Đình hài lòng chờ đợi được ở một mình với Kỳ Tinh, nhưng anh không ngờ người tới lại là Chi Châu. Hóa ra là khi Kỳ Tinh xuất phát thì nhận được điện thoại của Lật Lệ, bảo cô đến bệnh viện Tinh Cảng tìm chủ nhiệm Lý nói chuyện lôi kéo mối quan hệ. Đi bệnh viện Tinh Cảng vừa hay trùng với thời gian báo cáo công việc, Kỳ Tinh quyết định tới Tinh Cảng, giao nhiệm vụ báo cáo công việc cho Chi Châu. Chi Châu sợ khí chất của Hàn Đình, không biết nên giải thích chuyện Kỳ Tinh không đến thế nào. Kỳ Tinh bảo cậu chứ tùy ý bịa bừa một lý do, nói mình bệnh tật ốm yếu thế nào cũng được. Chi Châu run như cầy sấy trước mặt Hàn Đình, nói dối là Kỳ Tinh bị bệnh, khó chịu ở cổ họng. Hàn Đình vừa nhìn đã biết là cậu đang nói dối. 2-3 câu đã tra ra được sự thật, biết được Kỳ Tinh đi bệnh viện Tinh Cảng, Hàn Đình không truy cứu. Chi Châu may mắn thoát khỏi kiếp nạn, hoàn thành báo cáo công việc chỉ trong 5 phút. Phía bên kia, Kỳ Tinh muốn nói chuyện với chủ nhiệm Lý, nhưng lại bị đối xử lạnh lùng, chỉ có thể đợi chủ nhiệm Lý bận xong rồi bàn bạc. Trong thời gian chờ đợi thì cô nhận được điện thoại của Hàn Đình, vừa nghe máy Hàn Đình đã nói nghe nói cô bị ốm. Kỳ Tinh lập tức ho khan vài tiếng, nhìn thấy Hàn Đình đứng trước mặt mình, Kỳ Tinh hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống. Vừa hay chủ nhiệm Lý từ phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Hàn Đình đang ở đây liền lập tức mặt cười hoan nghênh. Nói chuyện với chủ nhiệm Lý xong, Hàn Đình nói với Kỳ Tinh rằng tối sẽ dẫn cô đi ăn tối. Hàn Đình đưa Kỳ Tinh đi ăn tối với các ông lớn trong ngành. Trên bàn ăn, anh không chỉ chủ động rót nước đưa cho Kỳ Tinh, còn giới thiệu Kỳ Tinh là nhân tài tốt nghiệp ở trường có tiếng. Nói kiểu gì cũng đều là đang nói với mọi người rằng Kỳ Tinh là người anh chấm. Mọi người gió chiều nào xoay chiều nấy, ai nấy đều lấy điện thoại ra để thêm WeChat của Kỳ Tinh. Kỳ Tinh mừng rỡ lấy điện thoại di động ra. Quen biết không ít nhân mạch, bữa tối kết thúc, Kỳ Tinh không kìm được cảm khái lần trước cùng Tăng Tổng đến đây thì bị Hàn Đình đuổi ra ngoài, không ngờ rằng lần này lại cùng Hàn Đình đến đây. Hàn Đình yêu cầu cô sử dụng cái đầu không hiểu nhân tình thế sự của mình để suy nghĩ, tại sao giới thiệu robot mới mà Tăng Tổng lại muốn đưa một nhân viên nghiên cứu như cô đến, không phải vì điều gì khác, chỉ là vì cô là hướng nữ mà thôi, có thể dựa vào sắc đẹp để lấy được khách hàng. Kỳ Tinh chợt nhận ra, lúc này mới biết lúc đầu là Hàn Đình đang giúp cô. Trên đường về, Kỳ Tinh cảm ơn Hàn Đình đã giúp cô giới thiệu nhân mạch. Hàn Đình nhắc nhở cô là có nhân tài có thực lực mới có tư cách nói đến nhân mạch. Nếu như không có giá trị thì cho dù có tham gia mấy trăm bữa tiệc tối cũng không có ai thực sự nhìn cô lấy một cái. Nhắc nhở cô sau này hãy phát huy hết giá trị của mình. Sau này mấy việc bàn nghiệp vụ thế này cứ giao cho bộ phận tiêu thụ là được. Kỳ Tinh rơi vào trầm ngâm, trong lòng tràn đầy sự biết ơn đối với Hàn Đình. Chớp mắt đã sắp đến mùa xuân, Kỳ Tinh cho nhân viên nghỉ lễ, còn mình ở lại tăng ca. Hàn Đình đặc biệt gửi cho cô một món quà Tết. Kỳ Tinh nghiên cứu cả nửa ngày cũng không hiểu bức tranh là bầu trời đầy sao hay là đại dương. Cô nhìn những đường nét phức tạp trên đó, có giống với lối tư duy rối rắm thường ngày của cô không? Đêm giao thừa, Kỳ Tinh hoàn thành công việc, đến nhà hàng để đóng gói đồ ăn. Chủ nhà hàng này vừa hay lại là bạn của Hàn Đình. Kỳ Tinh đã nhìn thấy người này, đối phương thậm chí còn nghe Hàn Đình nhắc đến Kỳ Tinh không biết bao nhiêu lần, trực tiếp đưa cho Kỳ Tinh một hóa đơn miễn phí. Sau đó người bạn gửi tin nhắn cho Hàn Đình, chỉ trích anh năm mới năm me rồi mà còn để Kỳ Tinh tăng ca. Lúc này Hàn Đình mới biết là Kỳ Tinh không về quê ăn Tết. Anh đang muốn liên lạc với Kỳ Tinh thì Tăng Tổng chạy đến nói chuyện với anh. Hóa ra nhà Tăng Tổng và nhà Hàn Đình có qua lại. Tăng Tổng đặc biệt chạy đến chúc Tết ông Hàn Đình, mục đích là để tiếp cận Hàn Đình. Hàn Đình đang định đuổi khéo Tăng Tổng đi
thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ Kỳ. Bố mẹ Kỳ Tinh đến đón năm mới cùng con gái, nhưng Kỳ Tinh lại không có ở nhà, điện thoại cũng không liên lạc được, nên mẹ Kỳ mới hỏi Hàn Đình. Tăng Tổng thấy Hàn Đình muốn rời đi, nhắc nhở anh rằng năm mới mà chạy ra ngoài thì không tiện ăn nói với ông nội. Thực ra Tăng Tổng biết rõ rằng không giữ Hàn Đình lại được, vì để khiến Hàn Đình nợ mình, cô đã chủ động nói sẽ giúp Hàn Đình giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trước mặt ông nội, bảo Hàn Đình đừng lo lắng. Tăng Tổng một mình trở về phòng, mọi người hỏi tại sao Hàn Đình không vào, Tăng Tổng liền thọc gậy bánh xe, nói rằng Hàn Đình đến tinh thần, hàm ý chỉ Hàn Đình vì đi tìm Kỳ Tinh mà không quan tâm đến bữa cơm gia đình. Hàn Uyển lập tức phát động tấn công, chỉ trích Hàn Đình không biết nặng nhẹ. May là ông nội có phán đoán của riêng mình, nhắc nhở Hàn Uyển tự biết việc của mình. Ở bên này, Hàn Đình tìm thấy Kỳ Tinh trong nhà hàng, lập tức lái xe đưa cô về nhà. Bố mẹ đã đợi ở trước cửa rất lâu. Kỳ Tinh xin lỗi vì đã làm phiền Hàn Đình vào đêm giao thừa, bảo anh mau chóng về nhà ăn cơm tất niên. Bố mẹ Kỳ Tinh giữ Hàn Đình ở lại ăn cùng. Hàn Đình cầu còn không được. Vừa đi vào trong phòng, anh đã nhìn thấy con mèo hoang mà anh và Kỳ Tinh cùng cho ăn hồi đại học. Hai người ngồi trên ghế sofa cùng nhau vuốt ve mèo, không ngờ lại vô tình chạm vào tay nhau. Hai bên đều có chút xấu hổ, ngại ngùng thu tay về. Mẹ Kỳ vào bếp nhìn thấy khung cảnh ấm áp của hai người, trong lòng vô cùng vui mừng, hy vọng Hàn Đình là một người đàn ông tốt có thể ở bên cô suốt đời. Trên bàn ăn, mẹ Kỳ nói ý, hy vọng Kỳ Tinh sẽ mau chóng vượt qua nỗi đau thất tình. Điều tốt đẹp vẫn còn ở phía sau, để tạo cơ hội cho hai người ở riêng, mẹ Kỳ đã đặc biệt yêu cầu Kỳ Tinh đưa Hàn Đình đi xem pháo hoa. Kỳ Tinh cầu nguyện trước pháo hoa, hy vọng tinh thần sẽ ngày càng tốt hơn. Hàn Đình biết cô đang loay hoay tìm địa điểm văn phòng mới, chủ động nói là Đông Dương vẫn còn một chỗ trống, nguyện ý giảm giá cho cô, bảo cô chuyển tinh thần đến Đông Dương. Kỳ Tinh hét lên cảm ơn Hàn Đình. Hàn Đình yêu cầu sau này ở riêng thì đừng gọi anh là Hàn Tổng mà gọi tên mình. Chúc mừng năm mới Hàn Đình. Sau Tết, Kỳ Tinh đưa các cộng sự chuyển đến Đông Dương, làm việc trong cùng một tòa nhà. Tăng Tổng mượn danh nghĩa chúc mừng đến chế nhạo Kỳ Tinh, nhất định phải làm ra được thành tích. Nếu không cô cũng ngại nói Kỳ Tinh là nhân viên cô từng dẫn dắt. Lật Lệ ở văn phòng bên cạnh, thấy Tăng Tổng luôn nhìn chằm chằm vào bức tranh mà Hàn Đình tặng cho Kỳ Tinh, lập tức bảo Chi Châu đi điều tra giá cả bức tranh. Không điều tra thì không biết, điều tra cái thì hết hồn. Giá của bức tranh này cao tới 7 con số. Thứ Hàn Tổng tặng nào có phải là tranh, đây rõ ràng là tình yêu. Kỳ Tinh vội vàng xua tay, cô với Hàn Đình tuyệt đối không phải là mối quan hệ như vậy. Không biết rằng Hàn Đình ước rằng hai người có mối quan hệ như vậy, để có thể tiếp xúc nhiều hơn với Kỳ Tinh. Anh đưa cho Kỳ Tinh một tấm thẻ, yêu cầu sau này hai người cùng nhau nuôi Đại Hoàng. Kỳ Tinh thỉnh thoảng gửi ảnh của Đại Hoàng cho anh. Chuyển công ty xong, tinh thần bắt đầu không ngừng tuyển dụng phát triển. Nhân viên ban đầu chọn rời bỏ công việc đã quay trở lại. Kỳ Tinh chấp nhận cô. Đồng nghiệp cũ Hoàng Vi Vi từng nghiên cứu robot Tiểu Bạch với Kỳ Tinh cũng đến gia nhập tinh thần. Tăng Tổng tìm đến Hàn Đình mách tội Kỳ Tinh cướp Hoàng Vi Vi, ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu của họ. Thực chất Hoàng Vi Vi ở công ty cũ chỉ là một cô gái nhỏ bé luôn phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra. Hàn Đình đồng ý sẽ nhanh chóng để đội ngũ của tiến sĩ Giang gia nhập công ty của Tăng Tổng. Lúc này Tăng Tổng mới hài lòng. Tinh thần tổ chức cuộc họp đầu năm mới, Kỳ Tinh mời Hàn Đình tham gia. Hàn Đình miệng thì nói xem tình hình thế nào, nhưng lại đến đúng giờ trước khi cuộc họp bắt đầu. Kỳ Tinh tiếp thu ý kiến hữu ích trong cuộc họp, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của mọi người, rồi phân công công việc cho mọi người dựa trên các nhiệm vụ tiếp theo. Hàn Đình luôn quan sát Kỳ Tinh, anh muốn xem bộ dạng Kỳ Tinh nỗ lực cho ước mơ của mình. Nhưng cuộc họp kết thúc, anh dùng suy nghĩ của một người lãnh đạo để nói với Kỳ Tinh là đừng dùng tình cảm và ước mơ của mình để vẽ bánh cho nhân viên, mà hãy để nhân viên làm việc thực tế. Kỳ Tinh rơi vào trầm tư. Hàn Đình luôn mang đến cho cô niềm hy vọng khi cô đang bối rối, để cô nhìn thấy hiện thực khi cô đang đắc ý. Theo một người như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành hơn. Tinh thần trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm gắt gao, cuối cùng đã làm ra được phương án thực nghiệm. Kỳ Tinh đưa báo cáo thực nghiệm cho Hàn Đình, nói rằng giờ chỉ còn thiếu mỗi nguyên liệu. Hàn Đình đồng ý giúp đỡ cung cấp, điều kiện vẫn là 5% cổ phần. Kỳ Tinh nhất quyết không nhượng bộ, quyết định tự mình tìm kênh thông tin. Nhưng cô không biết rằng Tăng Tổng giở trò sau lưng mình, cố tình bảo mã tổng của công xưởng nguyên liệu mà cô liên hệ trì hoãn giao hàng, cố gắng trì hoãn cô. Lật Lệ vì để nắm được mã tổng, đặc biệt đi tìm Thu Tử. Viện vật liệu nơi Thu Tử làm việc có qua lại với mã tổng, nhưng Thu Tử nói rằng nhân vật nhỏ bé như mình không nói được với mã tổng, chỉ biết rằng mã tổng thích uống rượu. Thu Tử hỏi về tình trạng của Kỳ Tinh, sau khi chia tay có tình hình gì mới không? Hóa ra Thu Tử luôn thích bạn trai cũ của Kỳ Tinh. Sau khi hai người chia tay, Thu Tử chủ động tiếp cận Nhất Thần, muốn giành lấy cho bản thân. Lật Lệ cầm rượu đi tìm mã tổng, nhưng mã tổng không coi ra gì. Trùng hợp thay bạn của Hàn Đình có từng qua một đêm với Lật Lệ, vẫn luôn giữ mối quan hệ mơ hồ. Biết được tình cảnh của Lật Lệ liền âm thầm ra tay giúp cô giải quyết vấn đề. Chẳng bao lâu Lật Lệ liền nhận được tin từ mã tổng là sẽ nhanh chóng gửi hàng đến tinh thần. Lật Lệ thành công giải quyết vấn đề nguyên liệu, nhưng nhanh nhất của đối phương thì cũng là gửi hàng trong vòng một tháng. Tăng Tổng lại ở sau giờ
trò gì đó. Biết được Mã Tổng nể mặt anh bạn kia không thể không gửi hàng, cô ta xấu xa nhắc lại đối phương, 10 ngày hay là 30 ngày thì cũng đều là trong vòng 1 tháng. Mã Tổng nghe hiểu ý trong lời nói, đồng ý là sẽ chỉ hoãn đến ngày cuối cùng. Kỳ Tinh thực sự không thể đợi được 1 tháng, bởi vì Tinh Thần đã ký hợp đồng với Đông Dương, nếu như không thể hoàn thành kỳ kiểm tra nội bộ đúng hạn thì chính là vi phạm hợp đồng, vừa hay Lật Lệ mua đồ ngọt cho mọi người. Kỳ Tinh biết rằng cửa hàng này mỗi ngày đều phải xếp hàng, hỏi sao Lật Lệ lại mua được. Lật Lệ là nhờ người xếp hàng phía trước mua dùm, điều kiện là trực tiếp đưa tiền luôn cho đối phương. Kỳ Tinh lập tức nảy ra một ý, họ cũng có thể dùng cách như vậy, thông qua tăng giá, nhờ người xếp hàng giúp họ mua giúp. Lật Lệ ngay lập tức thực hiện cách của Kỳ Tinh. Hàn Đình cũng đang giúp đỡ, anh mời Tăng Tổng đi ăn. Anh biết chuyện nguyên liệu là Tăng Tổng đứng sau giở trò, trực tiếp vạch trần thủ đoạn hèn hạ của Tăng Tổng, cảnh báo cô ta tập trung vào kinh doanh, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc tính kế với người khác. Tăng Tổng rất xấu hổ, nói rằng sẽ bảo Mã Tổng mau chóng gửi hàng. Chẳng bao lâu Kỳ Tinh liền nhận được nguyên liệu, cô báo tin vui này với Hàn Đình. Hàn Đình biết rõ, vì để cô mau chóng trưởng thành, anh còn gửi cho cô tài liệu hướng dẫn đăng ký thi MBA. Kỳ Tinh vừa bận rộn với việc thử nghiệm sản phẩm, vừa đến Đại học Tinh Cảng học quản lý. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự. Một hôm khi Kỳ Tinh tan học thì gặp Mã Tổng, cô đi tới chào hỏi Mã Tổng. Mã Tổng lại phớt lờ cô. Hàn Đình đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kỳ Tinh. Mã Tổng thấy Kỳ Tinh và Hàn Đình quen nhau, liền cúi đầu đưa danh thiếp của mình cho Kỳ Tinh. Kỳ Tinh kinh ngạc trước sự thật của lòng người, cảm thán khuôn mặt của Hàn Đình sử dụng tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Hàn Đình đòi Kỳ Tinh mời ăn, nói đùa là mình mấy khi được Kỳ Tinh mời ăn, ăn cái gì cũng được. Mở rộng cuộc trò chuyện, Kỳ Tinh trả lời, ngay giành được giải thưởng ở trường đại học, cô cũng mời mọi người ăn, chỉ là Hàn Đình không đến. Cuối cùng Hàn Đình cũng hỏi câu hỏi khiến anh canh cánh trong lòng suốt 10 năm nay. Hôm đó anh gửi tin nhắn cho Kỳ Tinh, nhưng Kỳ Tinh không trả lời. Kỳ Tinh nhớ lại, nhớ ra hôm đó điện thoại của cô bị mất, căn bản không hề biết Hàn Đình gửi tin nhắn. Cuối cùng Hàn Đình cũng biết được nguyên do, nhưng không hề nói ra mối đơn phương nhiều năm. Chưa ăn xong thì Kỳ Tinh nhận được điện thoại, vì nhân viên xảy ra sai sót, dẫn đến máy in xảy ra sự cố, ngày mai có thể không qua được kỳ kiểm tra nội bộ. Trên đường, Hàn Đình hy vọng Kỳ Tinh sẽ thể hiện thái độ của một người quản lý, bắt nhân viên mắc lỗi phải chịu trách nhiệm, tốt nhất là sa thải, thiết lập hệ thống quản lý của Tinh Thần. Kỳ Tinh lại có cái nhìn khác, ngoài quy tắc ra thì còn có nhân tình, kiên quyết dùng cách riêng của mình để xử lý. Kỳ Tinh tìm hiểu xong nguyên do, tạm thời không trách móc nhân viên đang tự trách bản thân, bảo mọi người chia nhau ra liên lạc xem có thể mượn mẫu thiết bị cùng loại không. Cuối cùng Kỳ Tinh cũng liên hệ được máy in của cùng một mẫu thiết bị, bảo Lật Lệ và Chi Châu ngồi máy bay trong đêm đi in sản phẩm. Nhân sự cố lần này, người của Hàn Uyển làm khó trong cuộc họp hội đồng quản trị. Tinh Thần xảy ra sự cố máy in đã nói rõ rằng năng lực quản lý kém, yêu cầu bố trí một nhà quản lý chuyên nghiệp vào Tinh Thần. Hàn Đình đè nén áp lực, bác bỏ ý kiến, tin chắc rằng nhất định Tinh Thần sẽ vượt qua kỳ kiểm tra nội bộ. Vì để gia tăng sự chuẩn bị, Kỳ Tinh thức khuya làm thêm giờ, cùng nhân viên mắc lỗi sửa máy in. Hàn Đình mua đồ ăn khuya đến thăm cô. Anh vẫn không đồng ý với cách quản lý con người của Kỳ Tinh. Kỳ Tinh nói ra những lời thật lòng, cô từng bị mắc mưa, giờ cô muốn che ô cho người khác. Cô quyết định rời khỏi công ty của Tăng Tổng rồi khởi nghiệp, chính là muốn xây dựng một nơi làm việc khác. Kỳ Tinh nhận được điện thoại của Lật Lệ, họ đã in thành công sản phẩm, giờ sẽ lập tức lên máy bay trở về, nhưng chuyến bay lại bị trì hoãn do điều kiện thời tiết, khi nào cất cánh vẫn còn chưa rõ. Cách duy nhất bây giờ là sửa máy in. Kỳ Tinh và các nhân viên thử hết lần này đến lần khác, thấy thời gian đã gần đến 5 giờ chiều, Hàn Uyển đưa báo cáo quản lý chuyên nghiệp cho Hàn Đình ký. Hàn Đình đè nén áp lực, chưa đến giây phút cuối cùng thì tuyệt đối không ký. May là vào thời khắc quan trọng, Kỳ Tinh đã cầm sản phẩm đến kịp thời. Hàn Đình thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mỉm cười hạnh phúc. Hàn Uyển còn muốn làm khó Kỳ Tinh. Hàn Đình vì để bảo vệ Kỳ Tinh, lập tức ký vào đơn xin phân bổ, phê duyệt khoản thanh toán thứ hai cho Tinh Thần. Kỳ Tinh thấy tình hình giữa hai chị em đang căng thẳng, biết Hàn Đình vì để ủng hộ cô mà chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều áp lực. Đợi Hàn Uyển rời đi, cô chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới Hàn Đình. Hàn Đình thuận tiện đưa cho cô một thư mời tham dự hội chợ y tế. Đây chính xác là hội chợ thương mại mà Kỳ Tinh đã mơ ước. Cô càng cảm kích Hàn Đình hơn. Sau khi trở lại Tinh Thần, Kỳ Tinh lập tức mở cuộc họp, nói rõ mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm về sự cố lần này, rồi nhân cơ hội này để cải thiện hệ thống quản lý của Tinh Thần. Hy vọng mọi người sẽ coi đây là một lời cảnh báo để làm cho chức trách của mình. Nhân viên mắc lỗi được tha thứ vô cùng cảm kích Kỳ Tinh, hứa rằng sau này sẽ tận tâm hơn. Kỳ Tinh rất hài lòng. Thông qua sự việc này, cô hy vọng sự gắn kết của công ty sẽ ngày càng bền chặt hơn. Tối đó Hàn Đình mời Kỳ Tinh cùng đi hội chợ thương mại. Nói chuyện xong về công việc, Hàn Đình bảo Kỳ Tinh gửi
gửi cho mấy bức ảnh của đại hoàng, gửi tới gửi lui, hai người nói chuyện càng thoải mái. Hôm sau, Kỳ Tinh đến địa điểm triển lãm, gọi video call cho các bạn thân báo bình an. Thu Tử vội vàng nói vài lời rồi ao ra. Hóa ra là Thu Tử đã bày tỏ tình cảm của mình với Nhất Thần. Nhất Thần nói rằng mình vẫn còn chưa chuẩn bị cho một mối quan hệ mới. Nhưng Thu Tử không nản lòng, mua hai vé xem kịch hẹn Nhất Thần đi xem. Nhất Thần lại từ chối, nói mình chuẩn bị đến bệnh viện Tinh Cảng để phỏng vấn. Phía bên kia, Kỳ Tinh và Hàn Đình tình cờ gặp nhau tại nhà hàng ở hội chợ thương mại, nhưng vừa nói được vài câu, Tăng Tổng thấy vậy liền chen đến ngồi. Đầu tiên là chế nhạo Kỳ Tinh dựa vào cây đại thụ Hàn Đình nên mới có thể tham gia diễn đàn cấp cao thế này, còn kể lại quá khứ du học cùng Hàn Đình, giả vờ thân mật. Kỳ Tinh thực sự không thể chịu đựng được nữa, phản kích lại Tăng Tổng ưu ái tên đàn ông đã làm phiền cô khi đó. Nói xong liền tức giận bỏ đi. Hàn Đình cảnh cáo Tăng Tổng, giờ Kỳ Tinh là giám đốc của Tinh Thần, không phải một trong những nhân viên của cô nữa, đừng có lúc nào cũng gây sự với Kỳ Tinh. Cảnh cáo xong, Hàn Đình mang mì gói đến bãi biển tìm Kỳ Tinh, thấy Kỳ Tinh vẫn còn đang tức giận. Hàn Đình khai sáng cho cô, vòng tròn này đã lớn như vậy rồi, không được thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Phải học cách nhìn thấu âm mưu ẩn giấu đằng sau mới có thể tránh được sự cố nguyên liệu xảy ra lần nữa. Lúc này Kỳ Tinh mới hiểu, chuyện nguyên liệu cũng là Tăng Tổng đứng đằng sau giở trò. Sau khi nghe lời dạy của Hàn Đình, khi Kỳ Tinh gặp lại Tăng Tổng, làm theo hướng dẫn của Hàn Đình, cười hào phóng đi tới chào hỏi. Dường như hai người không có mâu thuẫn gì hết. Hàn Đình lên sân khấu phát biểu với tư cách khách mời khai mạc. Kỳ Tinh chăm chú lắng nghe, tiếp thu kiến thức. Đến phiên hỏi đáp, Kỳ Tinh chủ động giơ tay, nhưng Hàn Đình lại phớt lờ cô, cho người khác cơ hội đặt câu hỏi. Mấy lần liên tiếp Hàn Đình cũng không gọi cô, Kỳ Tinh chán nản, lần cuối cùng không giơ tay nữa. Nhưng lúc này Hàn Đình lại cho cô cơ hội hỏi câu cuối cùng. Đợi giải đáp xong câu hỏi của Kỳ Tinh, Hàn Đình giới thiệu Kỳ Tinh với mọi người có mặt, nhằm mục đích xây dựng kết nối cho Kỳ Tinh. Ngày hôm sau, các cộng sự ở Tinh Thần mang sản phẩm đến tụ họp với Kỳ Tinh, mọi người cùng nhau phân phát tài liệu quảng cáo, tìm kiếm đối tác quan tâm. Sếp cũ của Kỳ Tinh thấy cô đích thân phát truyền đơn, chế nhạo một giám đốc như cô mà lại chẳng khác gì một nhân viên. Kỳ Tinh trực tiếp phớt lờ đối phương, đi tới giới thiệu sản phẩm với khách hàng. Kỳ Tinh tháo thẻ nhân viên của mình đi tham quan gian hàng của Hãn Hải, là một công ty tương tự. Hãn Hải vượt qua họ cả về quy mô lẫn nghiên cứu. Kỳ Tinh không biết rằng Hãn Hải cũng là công ty của Hàn Đình. Hàn Đình nhìn ra suy nghĩ trong lòng của cô, động viên cô phải vững vàng tiếp tục bước tiếp. Tương lai thế nào thì chỉ có chăm chỉ mới có câu trả lời. Kỳ Tinh vì để cảm ơn mọi sự giúp đỡ của Hàn Đình, muốn mời anh đi ăn. Vừa hay lúc này Hàn Đình lại nhận được điện thoại. Kỳ Tinh nhờ trợ lý chuyển lời tới Hàn Đình là mình mời anh 8 rưỡi tối nay đi ăn. Hàn Đình tham dự xong một cuộc họp quan trọng. Trợ lý nói với anh rằng Kỳ Tinh mời anh đi ăn. Thấy sắp đến 8 rưỡi rồi, Hàn Đình trách trợ lý không nói sớm. Nói xong liền gọi cho Kỳ Tinh, bảo đảm sẽ đến trong 10 phút nữa. Nhưng Kỳ Tinh đợi hoài đợi mãi mà vẫn không thấy Hàn Đình xuất hiện. Đâu ngờ rằng Hàn Đình đi nhầm chỗ, đang đợi cô ở một nơi có tên cửa hàng rất giống. Hai người mãi cũng không thấy đối phương đâu, không hẹn mà cùng gọi cho nhau, nhưng đều hiển thị rằng đối phương đang trong cuộc trò chuyện. Kỳ Tinh cúp điện thoại, đáng buồn thay là điện thoại của cô lại hết pin sập nguồn. Lúc này anh chàng ở bàn bên cạnh phàn nàn với bạn gái, vừa rồi đi nhầm một cửa hàng khác. Kỳ Tinh đoán có lẽ là Hàn Đình cũng đi nhầm chỗ, lập tức chạy ra ngoài đi tìm Hàn Đình. Hàn Đình ở bên kia sau khi hỏi phục vụ thì biết được khách hàng thường nhầm lẫn giữa hai cửa hàng. Anh còn không cả kịp ngồi lên xe, vội chạy đi tìm Kỳ Tinh. Hai người muốn gặp nhau đã gặp nhau trên đường. Nếu sau này muốn tìm tôi thì có thể nhắn tin thẳng cho tôi, ăn khuya cùng nhau nhé. Hôm sau, mọi hoạt động tại hội chợ thương mại kết thúc. Bạn thân kéo Kỳ Tinh đến quán bar do anh họ Hàn Đình mở để ủng hộ. Vừa hay Hàn Đình cũng đến quan sát với tư cách là nhà đầu tư. Hàn Đình vốn không muốn ở lại lâu, nhưng nghe thấy Kỳ Tinh đang trên đường đến liền lập tức quay lại, giả vờ gọi đồ uống chờ Kỳ Tinh tới. Hai người ngồi trò chuyện với nhau, nhưng ngoại trừ công việc thì họ dường như không có chủ đề khác để nói. Kỳ Tinh vì để giải tỏa bối rối liền chủ động đề nghị chơi trò chơi. Cô biết Kỳ Tinh không thể uống rượu, vì vậy đã làm một thức uống hỗn hợp, ai thua thì sẽ phải uống. Hai người chơi rất vui, cuối cùng Hàn Đình đành chịu thua. Anh nhắm mắt cố gắng một hơi uống cạn cốc nước tự chế. Kỳ Tinh cười lớn vui vẻ, không khí thoải mái hơn nhiều. Cùng lúc đó, Thu Tử đến gặp Nhất Thần, biết anh đang chuẩn bị thi vào bệnh viện Tinh Cảng. Cô tìm đến chú để lấy những tư liệu liên quan, hy vọng có thể giúp đỡ gì đó. Thấy nhà Nhất Thần bừa bộn, Thu Tử chủ động đề nghị dọn giúp. Cho dù không thành một đôi thì hai người cũng có thể làm bạn bè. Nhất Thần không còn từ chối nữa. Thu Tử chăm chú nhìn Nhất Thần trong lúc dọn dẹp, trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Cách đốt sống được phát triển gần đây bởi Tinh Thần được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Không ngờ bác sĩ phối hợp với Kỳ Tinh lại là Nhất Thần vừa được điều chuyển đến bệnh viện Tinh Cảng. Sau khi chia tay gặp lại không tránh khỏi ngại ngùng, hai người chỉ có thể nói những lời lịch sự với nhau.
Buổi tối, Kỳ Tinh nói với Hàn Đình thời gian tiến hành, mời anh đến bệnh viện Tinh Cảng để cùng quan sát. Ai ngờ hôm sau Kỳ Tinh vừa đi vào bệnh viện đã thấy Hàn Đình ngồi đối diện Nhất Thần. Nhất Thần đứng dậy nhường chỗ cho Kỳ Tinh. Hàn Đình vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Kỳ Tinh ngồi cạnh mình. Kỳ Tinh ngồi cạnh Hàn Đình, kết đốt sống được cấy ghép thành công vào bệnh nhân. Ca phẫu thuật rất thành công, gia đình bệnh nhân cúi đầu cảm ơn. Kỳ Tinh vô cùng vui mừng, đây chính là kết quả mà cô mong muốn. Chi Châu đề nghị đi ăn để chúc mừng, trợ lý nói rằng đã sắp xếp thời gian của Hàn Đình. Hàn Đình lại không làm theo lẽ thường, nói rằng bác sĩ còn cần phải theo dõi tình trạng đào thải của bệnh nhân, nên chắc Nhất Thần không có thời gian đi cùng. Nhất Thần nghe ra ý trong lời nói rằng mình vẫn còn có việc, không đi ăn mừng được. Vậy chúng ta đi ăn đi. Nhiệm vụ tiếp theo của Kỳ Tinh là sang Đức khảo sát, nhưng lại gặp Hàn Đình trên máy bay. Hàn Đình nói rằng mình đi Đức để khảo sát cơ sở Đông Dương, hỏi Kỳ Tinh ở khách sạn nào. Đợi Kỳ Tinh nói ra tên khách sạn, anh thuận thế trả lời rằng mình cũng ở khách sạn đó, không hề quan tâm đến trợ lý đang vô cùng bận rộn tìm kiếm khách sạn này ở đâu. Chờ ổn định ở khách sạn, Hàn Đình cố tình đợi ở dưới tầng, giả vờ tình cờ gặp Kỳ Tinh, hai người cùng nhau đi dạo. Kỳ Tinh hưng phấn lao tới đám bồ câu ở quảng trường, cặp vợ chồng già bên cạnh nhờ Kỳ Tinh chụp ảnh giúp họ. Trong lúc xem ảnh, ông lão hỏi Hàn Đình là Kỳ Tinh có phải là bạn gái của anh không. Biết được Hàn Đình vẫn còn đang theo đuổi cô, ông lão bảo anh phải cố gắng nhanh lên. Kỳ Tinh hỏi hai người nói gì, Hàn Đình mở miệng liền nói rằng khen cô đẹp, thấy Kỳ Tinh chụp ảnh chim bồ câu vô cùng thích thú. Hàn Đình cũng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Kỳ Tinh, muốn lưu giữ khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ này của Kỳ Tinh. Sau khi Kỳ Tinh phát hiện cũng chia ống kính điện thoại về phía Hàn Đình, hai người cười như trẻ con. Kỳ Tinh hoàn thành khảo sát liền nộp đơn xin tham quan cơ sở Đông Dương. Hàn Đình giới thiệu cô với từng khu vực triển lãm tác phẩm, Kỳ Tinh khen ngợi cơ sở quá tiên tiến. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là bên trong còn có một sân bóng rổ. Hàn Đình nói với cô, mỗi khi cảm thấy căng thẳng thì mình sẽ đến đây để thư giãn. Kỳ Tinh cầm quả bóng rổ lên háo hức chơi thử. Hàn Đình trực tiếp tay lồng tay dạy cô, hơi thở chạm vào tai, lòng bàn tay đan vào nhau. Một cảm xúc vi tế lan tỏa trong lòng Kỳ Tinh. Điều Hàn Đình làm không chỉ có vậy. Thấy Kỳ Tinh hào hứng ghi bàn thắng, anh còn bế Kỳ Tinh lên để Kỳ Tinh ném bóng từ cự ly gần. Cả hai đều bị sự phấn khích và vui vẻ bao quanh, dường như không chú ý đến tiếp xúc thân mật thế nào. Buổi tối hai người cùng ăn tối, Hàn Đình bị dị ứng với rượu, Kỳ Tinh tiếc vì không thể uống với anh, chỉ đành một mình nếm thử bia địa phương. Hàn Đình nhắc cô uống ít một chút, đừng say như lần trước. Kỳ Tinh đang vui vẻ hạnh phúc, cho rằng người khi đang vui thì sẽ không uống say được. Hàn Đình nghe những lời này thì hai mắt sáng lên, tưởng Kỳ Tinh nói là vui khi ở cùng anh. Kỳ Tinh lại bồi thêm, cửa hàng này có bầu không khí tốt, nhạc cũng hay. Trên đường về, những cô gái đi qua đều quay đầu lại nhìn Hàn Đình. Kỳ Tinh nhân cơ hội này hỏi anh đã từng có bạn gái khi đi du học chưa? Hàn Đình cũng nói ý là những năm ở nước ngoài cần phải học tiếng lại còn phải đi học kinh doanh. Căn bản không có thời gian, không giống như Kỳ Tinh, công việc lẫn tình yêu đều không bỏ lỡ. Kỳ Tinh nghi ngờ Hàn Đình đang nói kháy cô. Đột nhiên kéo gần khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên mơ hồ. Trên đường trở về khách sạn, hai người một trước một sau, bầu không khí mơ hồ vừa rồi vẫn chưa tan biến. Kỳ Tinh rộn ràng trong lòng, thậm chí đứng trong thang máy còn quên bấm tầng. Hàn Đình tiễn Kỳ Tinh tới tận cửa phòng, hai người cứ vậy nhìn nhau, miễn cưỡng chúc nhau ngủ ngon. Hàn Đình trở về phòng thì nghe thấy có người gõ cửa, tưởng là Kỳ Tinh nên háo hức mở cửa, không ngờ người đến lại là Tăng Tổng. Tăng Tổng nói rằng mình đến tham gia họp lớp, rảnh rỗi tìm Hàn Đình nói chuyện. Thái độ Hàn Đình lạnh lùng, mượn cớ buồn ngủ đuổi người đi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đình đến nhà hàng ăn, Tăng Tổng như âm hồn bất tán bảo anh ngồi ăn cùng mình. Hàn Đình cũng ngại từ chối nên đi tới. Không lâu sau Kỳ Tinh cũng đến nhà hàng. Cô vẫn còn rung động vì sự mơ hồ với Hàn Đình ngày hôm qua. Đi vào thì thấy Hàn Đình ngồi ăn cùng Tăng Tổng. Tăng Tổng thấy Kỳ Tinh xuất hiện liền cố tình chia sẻ đồ ăn với Hàn Đình. Cho đến khi người đi cùng gọi Kỳ Tinh xuất phát ra sân bay, lúc này Hàn Đình mới biết Kỳ Tinh vừa tới. Anh lập tức đoán ra hành vi vừa rồi của Tăng Tổng là cố tình. Chuyện đến nước này, Tăng Tổng nói thẳng là cô vẫn luôn thích Hàn Đình. Hai người xứng đôi bất kể là hoàn cảnh gia đình hay địa vị. Nhưng tại sao Hàn Đình lại không quan tâm đến mình, nhất định phải chuyện Kỳ Tinh? Hàn Đình nói thẳng là hai người có thể là bạn bè, có thể là đối tác, nhưng tuyệt đối không thể có mối quan hệ nào khác. Khi Kỳ Tinh chuẩn bị lên xe, trợ lý của Hàn Đình làm theo lời dặn, vội vàng chạy tới đưa đồ ăn sáng cho cô. Kỳ Tinh mở điện thoại lên, nhìn thấy Hàn Đình nhắn tin giải thích vừa rồi chỉ là một bữa ăn bình thường, bảo cô đừng để ý. Tâm tình Kỳ Tinh lập tức tốt lên. Trở về nước, Kỳ Tinh đến bệnh viện Tinh Cảng tìm hiểu về bệnh nhân được giới thiệu cấy kết cột sống. Vừa hay nhìn thấy một bệnh nhân bị loại đang khổ sở cầu xin y tá cho cô được tham gia thực nghiệm. Nghe nói có người chào hỏi Kỳ Tinh, còn gọi cô là Kỳ Tổng. Bệnh nhân liền chạy đến cầu xin Kỳ Tinh, nói rằng mình còn phải chăm sóc con cái. Nếu như không chữa được lưng, thì cô không thể làm gì được hết. Kỳ Tinh cảm thấy thương xót, cầm thông tin của bệnh nhân đi hỏi Nhất Thần xem tình huống này có thể cấy kết cột sống không. Sau khi Nhất Thần nhìn thấy liền cho rằng không có vấn đề gì hết. Kỳ Tinh cảm ơn,
Cô vừa đi thì Thu Tử đến đưa cơm cho Nhất Thần. Hóa ra Thu Tử thường xuyên đến nhà Nhất Thần để giúp dọn dẹp, đi tới đi lui. Nhất Thần liền cho rằng Thu Tử là một người phụ nữ lý tưởng, có thể cùng anh sống một cuộc sống bình thường. Hai người liền đến với nhau một cách tự nhiên. Vừa rồi nhìn thấy Kỷ Tinh, Thu Tử liền hỏi Nhất Thần là có nói với Kỷ Tinh về mối quan hệ của hai người họ chưa. Nhất Thần liền nói sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói với Kỷ Tinh. Kỷ Tinh trở lại công ty, thông báo với Chi Châu thêm bệnh nhân cô gặp hôm nay vào danh sách thử nghiệm. Có thể giúp ai thì hay người nấy. Lần đi khảo sát này thu thập được nhiều lợi ích, lại thêm lời khuyên của Hàn Đình. Cuối cùng cô cũng xác định được hướng đi sau này của tinh thần. Cô muốn chuyên làm về xương. Cô nói với Hàn Đình về suy nghĩ của mình. Thấy Hàn Đình không hề ngạc nhiên, còn khen cô là cũng không ngốc lắm. Cuối cùng cô cũng phản ứng lại là kể từ khi Hàn Đình bắt đầu đầu tư vào tinh thần thì đã nghĩ đến phương hướng này rồi. Khoảng thời gian này chẳng qua là để cô rèn luyện, tự mình tìm ra đáp án mà thôi. Sắp đến sinh nhật của Kỷ Tinh, Hàn Đình hỏi Kỷ Tinh có kế hoạch gì không? Kỷ Tinh nói muốn ăn mừng cùng bạn thân. Hàn Đình nghe xong cũng không đưa ra ví dụ nào nữa. Nhưng vào hôm sinh nhật, anh lại căng thẳng canh thời gian, nhắm đúng 12 giờ đêm để gửi lời chúc tới Kỷ Tinh. Buổi sáng Kỷ Tinh tỉnh dậy liền nhìn thấy tin nhắn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Châm chọc Hàn Đình quẹt thẻ chấm công thật chuẩn. Hàn Đình kiêu ngạo trả lời rằng chỉ là trùng hợp mà thôi. Các bạn thân đặc biệt trang trí địa điểm sinh nhật, Kỷ Tinh đến trước, hào hứng chụp ảnh. Khi Lật Lệ và Tiểu Mông chuẩn bị lên tầng, vừa hay nhìn thấy Nhất Thần đưa Thu Tử đến. Trước khi hai người tạm biệt còn thân mật ôm nhau, Tiểu Mông chỉ trích Thu Tử vì yêu lại người yêu cũ của bản thân. Cách tiếp cận này thực sự rất vô đạo đức. Thu Tử cho rằng hai người họ đã chia tay, mình ở bên người mình thích thì không có gì là sai hết. Lật Lệ cảnh báo họ, ở bên nhau hay không là quyền tự do của họ. Nhưng hôm nay là sinh nhật Kỷ Tinh, cô không muốn Kỷ Tinh biết chuyện tồi tệ này, bảo Nhất Thần nhanh chóng rời đi. Không biết rằng Kỷ Tinh ở trên tầng đã nhìn thấy hết cảnh này. Kỷ Tinh giả vờ như không biết, nhận lời chúc phúc từ những người bạn thân nhất, ăn uống cùng mọi người, cho đến khi Thu Tử lấy bánh ra, nói đây là vị dâu mà Kỷ Tinh thích nhất. Kỷ Tinh nói ra suy nghĩ của mình, cô đã chia tay với Nhất Thần rồi, ở bên nhau là sự tự do của họ, sau này cũng không cần phải ép buộc bản thân. Nói xong những điều này, Kỷ Tinh ra ngoài đi dạo một mình, Lật Lệ đuổi theo ra ngoài an ủi cô. Kỷ Tinh nói Nhất Thần yêu đương với ai, kết hôn với ai thì đối với cô cũng không còn quan trọng nữa, chỉ là không ngờ người đó lại là Thu Tử. Lật Lệ hiểu cảm giác của cô, dặn dò cô nhất định phải chú ý an toàn. Cùng lúc đó Hàn Đình cùng bạn tốt Tiêu Tổng đang thảo luận những vấn đề quan trọng với một số cổ đông. Tiêu Tổng và Lật Lệ từ tình một đêm thành người yêu. Lúc này từ Lật Lệ biết được bữa tiệc sinh nhật của Kỷ Tinh xảy ra vấn đề, anh liền lập tức báo tin này cho Hàn Đình. Hàn Đình lo cho Kỷ Tinh, bảo Tiêu Tổng lo bên cổ đông trước, còn mình thì chạy đi tìm Kỷ Tinh. Sau đó Hàn Đình đưa Kỷ Tinh về khách sạn, dặn dò cô đợi anh một lát, anh phải tiếp tục bàn chuyện thu mua với cổ đông. Đợi Hàn Đình bàn chuyện xong thì sinh nhật của Kỷ Tinh chỉ còn lại một phút nữa, giờ chuẩn bị bánh sinh nhật thì không còn kịp nữa rồi. Hàn Đình bật lửa rồi bảo Kỷ Tinh ước một điều. Biết được Kỷ Tinh muốn uống rượu, Hàn Đình lập tức thực hiện được tâm nguyện của cô. Cả hai thậm chí còn so sánh lớn nhỏ của kích thước ở trên bàn. Kỷ Tinh muốn cá cược, nếu như cô thắng thì Hàn Đình phải đưa cho cô 3,4% cổ phần của tinh thần. Nếu như Hàn Đình thắng, vậy thì anh ấy muốn thế nào thì nó là thế ấy. Hàn Đình nhìn chằm chằm Kỷ Tinh hồi lâu, hai người nhìn nhau hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Kết quả là Hàn Đình đã đánh bại Kỷ Tinh. Hàn Đình lấy ra chiếc vòng cổ anh đã chuẩn bị từ lâu đeo cho Kỷ Tinh. Anh sợ mình không khống chế được nên muốn đưa Kỷ Tinh về nhà. Kỷ Tinh lại kéo anh lại, nói mình chấp nhận chịu thua. Tình yêu và ham muốn thắp lên ngọn lửa thảo nguyên. Cả hai ngã xuống giường. Họ đã trải qua một đêm ngọt ngào. Hôm sau, Kỷ Tinh tỉnh dậy, nghĩ lại cảnh tối qua, đỏ mặt vì xấu hổ. Kỷ Tinh nhân lúc Hàn Đình đang nói chuyện điện thoại, lén lút cầm giày chuồn đi. Không ngờ trợ lý lại đang muốn gõ cửa. Trợ lý nhìn thấy đôi chân trần của Kỷ Tinh, nhận thức rõ bước tiến nhảy vọt của hai người họ. Kỷ Tinh trở lại công ty, Lật Lệ vội vàng hỏi tối qua cô ở với ai. Kỷ Tinh muốn che đậy, ai ngờ Lật Lệ nhất định muốn truy hỏi đến cùng. Kỷ Tinh chỉ đành nói thật là ở cùng Hàn Đình, nhưng cô cũng không rõ mối quan hệ hiện giờ của hai người là gì. Lật Lệ ngoài cuộc nhìn thấu, từ lâu đã nhìn ra Hàn Đình thích Kỷ Tinh, bội phục anh có thể nhịn được đến hiện tại. Thấy Kỷ Tinh lòng rối như tơ vò, Lật Lệ khuyên cô xin nghỉ phép năm để suy nghĩ cho kỹ. Khi Hàn Đình đi làm liền lập tức đến tinh thần bắt người, lại biết được Kỷ Tinh xin nghỉ phép năm về quê. Anh nghi ngờ Kỷ Tinh đang trốn tránh mình, trong lòng có chút chán nản. Tiêu Tổng cho anh một số lời khuyên với tư cách là người mới yêu. Kỷ Tinh không phải là tránh anh, mà là xấu hổ. Vội vàng thì không ăn được đậu nóng, nhất định phải thực hiện từng bước. Hàn Đình lắng nghe lời khuyên, gửi tin nhắn cho Kỷ Tinh, chúc cô đi đường bình an. Phần còn lại đợi Kỷ Tinh quay về rồi nói tiếp. Lòng Kỷ Tinh rối bời, không trả lời tin nhắn. Nhưng đến tối cô lại giống như Hàn Đình, đều nghĩ về đối phương. Hàn Đình mong chờ trăng sao, cuối cùng cũng mong được Kỷ Tinh quay về.
nhưng Kỳ Tinh lại lập tức đến bệnh viện thăm bệnh nhân Trương mà cô giúp đỡ. Ca phẫu thuật của bệnh nhân rất thành công, cô vô cùng biết ơn Kỳ Tinh, nhưng chồng cô ấy lại trông như một tên vô lại, không quan tâm đến bệnh tình của cô ấy, ngược lại lại nóng lòng bảo cô mau chóng quay về làm việc. Kỳ Tinh trở lại, Hàn Đình lập tức kêu người của Tinh Thần đến báo cáo chiến lược, không ngờ Kỳ Tinh vì để tránh mặt anh nên để Chi Châu qua đó. Hàn Đình nhìn thấy Chi Châu, tâm tình lập tức bị dội một gáo nước lạnh, biết được Kỳ Tinh đang chuẩn bị bài phát biểu cho hội nghị trao đổi doanh nhân. Anh bảo trợ lý tìm lại giấy mời đã từ chối trước đó, phải đi đến hội nghị trao đổi để bắt lấy Kỳ Tinh. Hôm sau, Hàn Đình không cho Kỳ Tinh cơ hội bỏ trốn nữa. Ngay sau khi hội nghị trao đổi kết thúc, liền kéo Kỳ Tinh đi tham dự cuộc họp mặt của những người trong ngành. Thường Tổng, đối thủ cạnh tranh của Đông Dương không ngừng đối chọi với Hàn Đình, thấy Hàn Đình đau thương bất nhập nên lại nhắm mục tiêu vào Kỳ Tinh, tìm đủ mọi lý do để chuốc cho Kỳ Tinh say. Hàn Đình vì để giúp Kỳ Tinh chặn rượu, bất chấp bị dị ứng với rượu, trực tiếp uống cạn một cốc rượu trắng, uống xong liền kéo Kỳ Tinh rời đi, quay lại xe. Hàn Đình vội vàng uống thuốc, nhưng cổ đã đỏ ửng lên. Kỳ Tinh rất lo lắng, muốn cùng Hàn Đình đến bệnh viện, nhưng lại đột nhiên nhận được điện thoại của Chi Châu, biết được bệnh nhân Trương xảy ra chuyện. Hàn Đình chịu đựng sự khó chịu, cùng Kỳ Tinh đến bệnh viện, nhất thần nói với hai người họ. Vốn dĩ bệnh nhân Trương hồi phục rất tốt, thuận lợi ra viện, ai ngờ lại bị ngã ở nhà, dẫn đến vết thương cũ tái phát, cần phải phẫu thuật lại. Nhưng anh luôn cảm thấy rằng một cú ngã không thể nghiêm trọng đến thế, nghi ngờ sản phẩm xuất hiện vấn đề. Kỳ Tinh bảo đảm sản phẩm tuyệt đối không có vấn đề gì, có điều trước mắt quan trọng nhất là bệnh tình của bệnh nhân Trương. Cô và Lật Lệ đến bệnh viện thăm bệnh nhân Trương. Bệnh nhân Trương ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó với họ nhưng cuối cùng lại thôi. Hàn Đình vẫn luôn ở bệnh viện đợi Kỳ Tinh ra. Anh không quan tâm đến sự không khỏe của mình, nhất quyết đưa Kỳ Tinh về nhà. Khi sắp tạm biệt, anh chặn Kỳ Tinh trước cửa nhà, hỏi tại sao Kỳ Tinh lại tránh anh. Kỳ Tinh nói sự thật rằng không biết mối quan hệ hiện tại của hai người là gì. Câu trả lời của Hàn Đình đều viết hết ở trong mắt. Ngay khi anh đang muốn nói cho rõ ràng thì Tiểu Mông đột nhiên mở cửa cắt ngang lời anh. Ngày hôm sau, Kỳ Tinh cùng mọi người bàn bạc cách giải quyết chuyện của bệnh nhân Trương. Không ngờ chồng của bệnh nhân Trương lại đến Đông Dương làm loạn, vu khống sản phẩm của Tinh Thần đang gây hại cho người dân, yêu cầu Tinh Thần bồi thường thiệt hại. Kỳ Tinh nhìn thấy bệnh nhân Trương yếu ớt bị chồng coi như một công cụ thì cảm thấy đồng cảm lại buồn bã. Cô cố gắng nói chuyện tử tế, bảo bệnh nhân Trương trở về bệnh viện phẫu thuật trước. Nếu như bỏ lỡ thời gian tốt nhất thì có lẽ cả đời này bệnh nhân Trương cũng không khỏi bệnh. Nhưng chồng bệnh nhân Trương nhất quyết không chịu thôi, còn ủn Kỳ Tinh ngã ra đất. Hàn Đình kịp thời đi đến kéo Kỳ Tinh đứng lên, rồi bảo trợ lý đi lên bàn điều kiện hòa giải. Kỳ Tinh không đồng tình với cách xử lý sự việc của Hàn Đình, vừa nhìn là đã biết người đàn ông kia đến vì tiền. Sau khi lấy được tiền thì anh ta nhất định không quan tâm đến sự sống còn của bệnh nhân Trương. Huống chi nếu làm như vậy thì chính là thừa nhận sản phẩm của Tinh Thần có vấn đề. Hàn Đình không kiến nghị phẫu thuật lần hai cho bệnh nhân Trương, còn dây vào những người thế này thì e là sau này cô còn gặp vô số khó khăn nữa. Kỳ Tinh biết dưới góc nhìn của một doanh nhân thì cách của Hàn Đình không sai, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh nhìn bất lực của bệnh nhân Trương thì cô lại thấy chua xót. Hàn Đình nhận được điện thoại của trợ lý, biết được sự tình đã được giải quyết ổn thỏa. Anh bảo Kỳ Tinh tạm thời không nghĩ đến những vấn đề này nữa, nhưng không ai biết được rằng cảnh trợ lý giao dịch với chồng bệnh nhân Trương đã bị chụp lại. Hóa ra chồng của bệnh nhân Trương làm lớn gây rối như vậy là vì có người âm thầm giở trò. Hàn Đình đưa Kỳ Tinh về nhà mình, cẩn thận băng vết thương cho Kỳ Tinh khi bị ngã vừa rồi, lại tận tâm nấu một bàn đồ ăn cho Kỳ Tinh. Kỳ Tinh vô cùng xúc động, chân thành cảm ơn Hàn Đình. Hàn Đình nắm bắt cơ hội để tỏ tình với đối phương, làm bạn gái của anh nhé. Kỳ Tinh ngập ngừng đồng ý, hai người hôn nhau ngọt ngào, cuối cùng cũng xác nhận mối quan hệ. Đêm đó Kỳ Tinh ở lại nhà Hàn Đình. Hàn Đình đã chuẩn bị sẵn áo choàng tắm và dép cho cô từ lâu, rồi kéo cô ngồi lên đùi, tay lồng tay dạy cô luyện ký tên. Kỳ Tinh và Hàn Đình ôm nhau tỉnh dậy, mở mắt ra là đã nhìn thấy người mình yêu. Cả hai đều vỡ òa trong hạnh phúc. Ai ngờ rằng một tin dữ đã đẩy cả hai vào vòng xoáy của dư luận. Hóa ra chồng của bệnh nhân Trương bị mua chuộc để gây rối. Người quay chụp hình ảnh trợ lý của Hàn Đình giao dịch với đối phương là Thường Tổng, đối thủ cạnh tranh của Đông Dương, cùng với Tăng Tổng luôn ghi hận Kỳ Tinh. Hai người họ liên kết với nhau, vu khống sản phẩm của Tinh Thần không đạt tiêu chuẩn nhưng lại dùng tiền để giải quyết vấn đề, đồng thời kéo Đông Dương xuống bùn, khiến cổ phiếu Đông Dương rớt giá. Những cổ đông bị Hàn Uyển mua chuộc báo chuyện này với ông nội, đổ lỗi cho Hàn Đình lơ là nhiệm vụ ngay trước mặt mọi người. Hàn Đình bảo đảm với ông nội và mọi người, cho anh 3 ngày, anh nhất định sẽ giải quyết vấn đề trong vòng 3 ngày. Hàn Uyển không tin rằng Hàn Đình có năng lực này, vì để đổ thêm dầu vào lửa, cô ta lại xúi giục Tăng Tổng, nhân cơ hội sử dụng thành tích của robot Tiểu Bạch để đòi công từ Hàn Đình. Tăng Tổng vì để hạ bệ Kỳ Tinh, đi đến trước mặt Hàn Đình tìm cảm giác tồn tại. Kỳ Tinh kia cứ làm liên lụy đến anh hết lần này đến lần khác, nhưng anh chưa bao giờ trách cứ cô ta. Tôi với Kỳ Tinh đã chính thức hẹn hò rồi. Hàn Đình biết tin xấu của Tinh Thần là Tăng Tổng thổi phồng lên, quyết định chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của Tăng Tổng lại cho cô ta. Từ nay về sau vạch rõ quan hệ với cô. Còn phía bên kia, Kỳ Tinh cho rằng muốn cởi trói thì phải tìm được người buộc.
một mình đi tìm bệnh nhân Trương. Cô sẵn sàng giúp bệnh nhân Trương tiến hành phẫu thuật lại lần hai. Tiền đề là bệnh nhân Trương phải làm chứng rằng chấn thương của cô không liên quan gì đến tinh thần hết. Bệnh nhân Trương vừa mềm lòng thì tiếng chồng trở về vang lên. Cô sợ đến mức bảo Kỷ Tinh mau rời đi. Trước khi Kỷ Tinh rời đi đã dặn dò cô suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ kỹ rồi thì liên hệ với mình. Mãi mà không nhận được tin tức của bệnh nhân Trương, Kỷ Tinh không cam tâm nên lại tìm đến. Vừa đi vào đến hành lang đã nghe thấy bệnh nhân Trương khuyên chồng đừng làm mấy chuyện không có lương tâm nữa. Chuyện này không liên quan gì đến tinh thần hết. Kỷ Tinh nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Cô vốn không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng không ngờ người chồng lại động tay động chân. Kỷ Tinh giơ điện thoại lên đi vào trong phòng. Người chồng mất trí chuyển hướng mục tiêu sang Kỷ Tinh. Kỷ Tinh vội vàng chuồn khỏi nhà, đồng thời Tiêu Tổng đưa cho Hàn Đình tư liệu nguyên nhân dẫn đến vết thương cũ của bệnh nhân Trương tái phát. Hàn Đình lập tức dẫn người tới nhà bệnh nhân Trương, vừa hay gặp được Kỷ Tinh đang vội vàng đào tẩu. Trợ lý đưa người khống chế chồng của bệnh nhân Trương. Hàn Đình ôm Kỷ Tinh vào lòng, dặn dò cô sau này tuyệt đối không được một mình đi mạo hiểm. Kỷ Tinh lấy được chứng cứ, thành công rửa sạch nỗi oan cho tinh thần. Hàn Đình cũng cho tất cả cổ đông xem đoạn video kia, bá đạo tuyên bố rằng sau này không muốn mọi người đối đầu với tinh thần. Sự việc đã được giải quyết thỏa đáng. Kỷ Tinh hẹn Hàn Đình đi ngắm sao. Cô đặt tên cho ngôi sao sáng nhất là Không Ngừng Rung Động, tặng nó cho Hàn Đình như một món quà. Cảm ơn Hàn Đình vì đã yêu thương và chăm sóc cô ấy trong suốt thời gian qua. Hàn Đình hôn ngôi sao thuộc về anh. Hàn Đình kể lại cách giải quyết bê bối với ông nội. Ông nội nhắc nhở anh, bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng hậu quả đối với Đông Dương thì không hề nhỏ. Hy vọng anh tự biết mà làm. Kỷ Tinh biết áp lực mà Hàn Đình đang phải đối mặt. Để giúp Hàn Đình thắng một hiệp, cô quyết định nộp đơn tham gia dự án tiên phong thử nghiệm của Bệnh viện Tinh Cảng. Một khi được chọn, không chỉ có thể nhận được cơ hội học tập tại các trung tâm nổi tiếng trong và ngoài nước, còn có thể nhận được 2 triệu tiền tài trợ cho nghiên cứu khoa học. Để thành công nộp đơn, Kỷ Tinh liên lạc với Nhất Thần đang làm việc ở Tinh Cảng. Nhất Thần lập tức tổ chức một bữa ăn, giới thiệu cô với một số đồng nghiệp biết về dự án tiên phong. Trong bữa tối, khi Kỷ Tinh ra ngoài đi vệ sinh, lại nhìn thấy Hàn Đình và Tăng Tổng đang ăn ở phòng bên cạnh. Hóa ra Tăng Tổng vì để níu kéo Hàn Đình nên đã nói với Hàn Đình tin Thường Tổng cũng muốn thu mua Chu Thị, nhưng Hàn Đình không cảm kích, khuyên cô sau này đừng làm ra chuyện xấu bán thông tin như thế này nữa. Hàn Đình nói xong liền tuyệt tình rời đi. Tăng Tổng đứng yên tại chỗ với vẻ mặt không cam tâm. Hàn Đình đi ra nhìn thấy Nhất Thần đang đỡ Kỷ Tinh say rượu. Anh trực tiếp đi thẳng tới yêu cầu tự mình đưa Kỷ Tinh về nhà. Đợi Nhất Thần rời đi, hai người đều đang ghen. Một người thì bất mãn đối phương giấu mình đi ăn với Tăng Tổng. Một người thì không vui khi đối phương lôi lôi kéo kéo với bạn trai cũ. Hàn Đình muốn đưa Kỷ Tinh về nhà. Kỷ Tinh ngất ngây kiên quyết muốn tự mình gọi xe. Kết quả là trợ lý đuổi Hàn Đình xuống xe, rồi lái xe đưa Kỷ Tinh về nhà. Hai người chiến tranh lạnh 2 ngày, đều đang đợi tin nhắn của đối phương. Kỷ Tinh mách với Đại Hoàng là Hàn Đình không chủ động liên lạc với mình. Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên. Kỷ Tinh tưởng là bạn thân quên mang chìa khóa. Mở cửa ra thì phát hiện người đến là Hàn Đình. Hàn Đình chủ động đến dỗ dành Kỷ Tinh. Kỷ Tinh canh cánh trong lòng, biết mấy nay Hàn Đình bận, cô phải nhịn không đi làm phiền. Không ngờ Hàn Đình biết rõ Tăng Tổng có tình cảm với anh, vậy mà còn đi ăn với Tăng Tổng. Hàn Đình giải thích, ăn cùng nhau là vì để hoàn toàn vạch ra ranh giới. Lúc này Kỷ Tinh mới chịu thôi, rơi vào vòng tay của Hàn Đình. Có điều cô vẫn oán thán rằng ban ngày hai người đều bận rộn, có lúc buổi tối cũng không gặp được, thực sự rất dày vò. Hàn Đình nghe xong liền lập tức cầm lấy điện thoại của Kỷ Tinh. Mặc dù không thể cứ vài giờ lại liên hệ với Kỷ Tinh, nhưng anh đã cài đặt định vị trên điện thoại di động của Kỷ Tinh. Sau này Kỷ Tinh có thể biết anh ở đâu bất cứ lúc nào. Kỷ Tinh hạnh phúc hôn Hàn Đình. Hàn Đình xác nhận Tiểu Mông không có ở đây, trực tiếp bế Kỷ Tinh đi vào phòng ngủ. Đợi hai người thân mật xong thì Tiểu Mông đưa chú họ của Hàn Đình về. Hai người vừa vào nhà lại nhìn thấy tổng tài Tinh Anh lại đang mặc quần ngủ của Kỷ Tinh. Hai người cố gắng khống chế biểu cảm nhưng vẫn không nhịn được cười. Kỷ Tinh kịp thời xông ra giải vây giúp Hàn Đình, chính thức tuyên bố giờ cô và Hàn Đình là một đôi. Tiểu Mông biết nhân tình thế sự liền vội vàng kéo chú họ rời đi. Hàn Đình giục Kỷ Tinh đóng gói hành lý ngang nhiên đưa một người một mèo về nhà. Một nhà ba người đoàn tụ, phát hiện bất ngờ của Kỷ Tinh Hàn Đình đổi mật khẩu khóa cửa thành sinh nhật của cô, còn phát hiện Hàn Đình đã chuẩn bị sẵn khung leo mèo cho Đại Hoàng từ lâu. Hàn Đình thẳng thắn thừa nhận là đã lên kế hoạch đưa cô về nhà từ lâu rồi. Giờ đây cuối cùng giấc mơ đã thành hiện thực, hai người bắt đầu một cuộc sống chung ngọt ngào. Cho dù là ăn hay làm việc, luôn có vô số chủ đề để nói. Có điều đồng thời khi tình cảm đang ngọt ngào thì hai người cũng phải đối mặt với khó khăn trong công việc. Hàn Đình muốn mua lại thiết bị dược phẩm của Chu Thị, Thường Tổng lại ở sau giở trò, dẫn đến Chu Tổng thay đổi thái độ, ép Hàn Đình tăng giá. Còn Kỷ Tinh đột nhiên nhận được một email nặc danh, tố cáo có người trong công ty làm việc không nghiêm túc, đục nước béo cò. Kỷ Tinh không thể ngờ được người gây chuyện lại là đồng nghiệp cũ chủ động đầu quân cho cô Hoàng Vi Vi. Khi Hoàng Vi Vi đi làm lén lút liên hệ với trợ lý của Hàn Uyển, rõ ràng là đã bị Hàn Uyển mua chuộc muốn đâm sau lưng Kỷ Tinh. Khi cô biết được nhân viên xuất sắc được cuối năm được thưởng 100.000 tệ,
còn cô thì chỉ có 30.000, trực tiếp lao vào phòng tìm Kỷ Tinh tính sổ, luôn miệng nói cô là nhân viên đời đầu của Tinh Thần, xứng đáng có được cổ phần của Tinh Thần. Đây cũng là điều mà Chi Châu đã từng hứa với cô khi nhậm chức. Chi Châu nhớ lại tình huống khi Hoàng Vi Vi phỏng vấn, xác nhận là mình có nói đến thưởng cuối năm và các phúc lợi, nhưng tuyệt đối không nói đến cổ phần. Ai ngờ Hoàng Vi Vi mãi không chịu thôi, đề nghị từ chức trước, còn yêu cầu phải có được 3% cổ phần trước khi từ chức. Kỷ Tinh không ngờ rằng lại bị người bên cạnh thọc gậy bánh xe, tâm tình vô cùng chán nản. Hàn Đình thấy vậy liền đưa cô cùng đi đàm phán với Chu Tổng. Chu Tổng vẫn nhất quyết yêu cầu Hàn Đình tăng giá, nếu không thì sẽ liên hệ với Thường Tổng. Hàn Đình sớm đã đoán ra thủ đoạn của hai người họ, bá đạo trả lời là theo giá cả như hiện tại, đồng ý thì ký hợp đồng, không đồng ý thì thôi. Chu Tổng tức giận bỏ đi, Hàn Đình bảo trợ lý làm theo như mình dặn. Kỷ Tinh thấy phong cách hành sự của Hàn Đình, dường như hiểu được ý định đưa mình đến đây của đối phương. Hàn Đình kịp thời nói với cô rằng đôi khi không thể nói đến tình cảm, cô muốn cầm ô cho người khác, nhưng gặp phải người có ý đồ xấu, họ không những không biết ơn, có khi còn cướp luôn ô của cô. Kỷ Tinh đột nhiên giác ngộ, quay về công ty tìm Hoàng Vi Vi đến nói chuyện, nói rõ rằng không thể chia cổ phần cho cô. Nếu như cô đồng ý ở lại, công ty vẫn sẽ cung cấp cho cô ta những lợi ích tương ứng theo quy định. Phía bên kia, Hàn Đình tố cáo Chu Tổng nhận hối lộ, Chu Tổng lập tức bị đưa đi điều tra, thiết bị dược phẩm Chu Thị phải đối diện với việc đóng cửa. Mặc dù Kỷ Tinh hiểu rằng Chu Tổng phạm tội đáng phải nhận những điều đó, cũng biết rằng đây là thủ đoạn cạnh tranh kinh doanh cần có, nhưng trong lòng vẫn buồn, căng thẳng hỏi Hàn Đình, nếu như có một ngày cô động đến lợi ích của Đông Dương thì Hàn Đình có đối xử như vậy với mình không? Hàn Đình ôm cô vào lòng, hứa rằng tuyệt đối sẽ không như vậy. Ngày mai là sinh nhật Hàn Đình, Kỷ Tinh bàn bạc với anh xem đón sinh nhật thế nào. Hàn Đình lấy ra bức ảnh hồi nhỏ của anh với bố mẹ, sinh nhật hàng năm, anh đều nhớ đến bố mẹ đã mất của mình. Kỷ Tinh nhìn thấy bức ảnh thì vô cùng kinh ngạc, cô bé ở góc ảnh chính là cô. Cô nhớ lại chuyến thăm thủy cung năm đó có mua 2 con búp bê hải cẩu, có một cô cũng muốn mua một cái làm quà sinh nhật cho con trai, nhưng lại bị báo là hết hàng. Kỷ Tinh đã tặng một con cho cô đó, coi như là quà sinh nhật cô tặng cho con trai của cô đó. Nhưng giờ cô mới biết, cô đó là mẹ của Hàn Đình. Không ngờ hai người đã gặp nhau từ khi đó. Ngày hôm sau, Kỷ Tinh đưa Hàn Đình tới thủy cung, lấy bức ảnh ra rồi kể với anh trải nghiệm khi còn nhỏ. Kỷ Tinh cho rằng hai người họ gặp rồi yêu nhau có lẽ chính là định mệnh. Cô nhất định sẽ ở bên Hàn Đình, bảo vệ Hàn Đình thật tốt. Hàn Đình ôm Kỷ Tinh vào lòng, cả hai cảm nhận nhịp tim của nhau, không cần nói nhiều, hãy để tình yêu tuôn chảy giữa hai người. Hàn Đình cũng muốn đưa Kỷ Tinh đến một nơi. Trên đường đi, Kỷ Tinh nhận được lời mời đám cưới từ Thu Tử, chân thành hy vọng cô có thể tham dự. Hàn Đình biết suy nghĩ trong lòng Kỷ Tinh, chủ động đề nghị đi cùng cô. Nơi Hàn Đình đưa Kỷ Tinh tới là quán Hoành Thánh anh thường ăn. Đây là ngôi nhà an toàn của Hàn Đình. Khoảng thời gian bố mẹ qua đời, anh chỉ có thể tìm thấy được hơi ấm ở đây. Kỷ Tinh bảo đảm là từ nay về sau cô sẽ luôn ở bên Hàn Đình, sẽ không để Hàn Đình cảm thấy cô đơn nữa. Ngày hôm sau, Kỷ Tinh và Lật Lệ bước vào công ty, thảo luận về việc tham dự đám cưới của Thu Tử, nhưng lại thấy các nhân viên nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Hóa ra Hoàng Vi Vi đã hoàn tất việc từ chức, nhưng lại gửi tin nhắn cho mọi nhân viên, nói rằng ngày hôm nay của cô chính là ngày mai của họ, làm loạn lòng người, tinh thần bất ổn. Còn chưa đợi Kỷ Tinh hành động, Hoàng Vi Vi lại bắt đầu giở trò, viết bài phốt trên mạng rằng bị cộng sự ở Tinh Thần rút ra khỏi công ty. Kỷ Tinh vốn muốn đối chất trực tiếp với Hoàng Vi Vi ở trên mạng, nhưng khi cô gõ một chuỗi các ký tự, lại nhớ đến tình bạn từng có với Hoàng Vi Vi, cuối cùng từ bỏ việc phát ngôn. Hàn Đình bảo Kỷ Tinh bình tĩnh xử lý, Kỷ Tinh lại đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Cô mở tài khoản chính thức của Tinh Thần, công bố trung thực những thành tựu đã đạt được từ khi khởi nghiệp cho đến nay, cuối cùng nêu rõ ý định ban đầu của mình, để mỗi một người bình thường được chữa khỏi bệnh, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng cũng có thể chiếu sáng một góc. Phát ngôn của Kỷ Tinh đảo ngược một số bình luận tiêu cực trên mạng. Hàn Đình rất hài lòng với cách xử lý sự việc của Kỷ Tinh, hài lòng với từng bước trưởng thành của Kỷ Tinh. Giải quyết xong mọi chuyện, Kỷ Tinh đưa Hàn Đình cùng các bạn thân tham dự hôn lễ của Thu Tử. Nhìn Thu Tử và bạn trai cũ đứng trên sân khấu hứa hẹn, trong lòng Kỷ Tinh chỉ có đầy những lời chúc phúc. Hàn Đình sợ cô không thoải mái, đặc biệt đưa cô đến bãi biển để thư giãn. Kỷ Tinh biết Hàn Đình lo lắng cho mình, cô nói với Hàn Đình là chỉ có tạm biệt người không đúng mới có thể gặp được đúng người, hàm ý chỉ Hàn Đình là người phù hợp. Ánh mắt Hàn Đình lập tức sáng lên, nhìn Kỷ Tinh trìu mến, khiến Kỷ Tinh tưởng rằng Hàn Đình muốn cầu hôn cô. Đương nhiên là Hàn Đình không muốn sau này ngày kỷ niệm ngày cưới của bạn trai cũ là ngày kỷ niệm cầu hôn của bọn họ. Có điều vì để dỗ Kỷ Tinh, anh lập tức quỳ một chân xuống. Em có đồng ý ngồi xe anh về nhà không? Em bắt xe về nhà, quay lại công ty. Chi Châu nói với Kỷ Tinh, dự án Tiên Phong họ ứng tuyển đã bị Hãn Hải chặn lại. Kỷ Tinh không nản lòng, có thể cạnh tranh với Hãn Hải, chứng tỏ là Tinh Thần đã có một thực lực nhất định. Nói cách khác là Tinh Thần đã có tiến bộ vượt bậc. Cùng lúc đó, người phụ trách của Hãn Hải đến tìm Hàn Đình.
Anh ấy biết mối quan hệ giữa Hàn Đình và Kỷ Tinh, lo Hãn Hải cướp đi dự án Tiên Phong thì Hàn Đình sẽ không vui, đồng thời cũng nhắc nhở Hàn Đình rằng sau này Hãn Hải sẽ còn cạnh tranh ngày càng nhiều với Tinh Thần. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chuyện Tinh Thần bị Hãn Hải nuốt chửng chỉ là chuyện sớm muộn, mong Hàn Đình sẽ lên kế hoạch sớm. Hàn Đình dự định sáp nhập Hãn Hải và Tinh Thần, nhưng không phải là nuốt chửng mà là dung hòa, vẫn giữ được tính toàn diện của Hãn Hải, cũng giữ được nét sáng tạo mới của Tinh Thần. Người phụ trách hoàn toàn đồng ý với kế hoạch này, bảo đảm rằng sau khi quay về sẽ viết kế hoạch sáp nhập rồi đưa cho Hàn Đình xem. Kỷ Tinh không biết kế hoạch của Hàn Đình nhưng lại chào đón một vị khách không mời mà tới, Thương Tổng, kẻ thù không đội trời chung của Hàn Đình. Thấy Tinh Thần sắp huy động được một vòng tài trợ, Thương Tổng muốn đầu tư vào Tinh Thần, còn không ngại trở thành đối tác của Hàn Đình. Kỷ Tinh nói rằng những quyết định lớn của Tinh Thần thì cần có sự đồng ý của Hàn Đình, lịch sự từ chối Thương Tổng. Thương Tổng quay người đi tìm Tăng Tổng. Nếu như Hàn Đình muốn thu hồi khoản đầu tư của mình vào Quảng Hoa, anh hy vọng Tăng Tổng chuyển khỏi tòa nhà của Đông Dương. Tăng Tổng không cam tâm, cô còn chưa trút giận được với Kỷ Tinh, không muốn cứ vậy rời đi. Thương Tổng nghe vậy liền bảo đảm sẽ thay cô trút giận. Phía bên kia, Hàn Đình đưa Kỷ Tinh về nhà gặp ông nội. Trên đường đi, Kỷ Tinh luôn suy nghĩ về chuyện của Tinh Thần và Hãn Hải, muốn tìm cách phá vỡ tình thế. Hàn Đình an ủi Kỷ Tinh làm việc ổn định, tiến lên từng bước một, nhưng anh cũng lo lắng rằng sau khi Kỷ Tinh biết Hãn Hải là công ty của mình thì sẽ có phản ứng thế nào. Cho đến trước khi xuống xe thì Kỷ Tinh mới biết là phải đi gặp ông nội anh, trách Hàn Đình không nói với cô sớm hơn, cô còn chưa có chuẩn bị gì hết. Hàn Đình lấy ra một đôi bông tai đưa cho Kỷ Tinh, Kỷ Tinh phát hiện ra là nó cùng một bộ với chiếc dây chuyền lần trước, lập tức đeo lên tai. Trước khi xuống xe, Hàn Đình nói với Kỷ Tinh, giờ mối quan hệ của hai người đã là mối quan hệ gặp phụ huynh rồi. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, Kỷ Tinh cũng không được hối hận và cũng không có nghĩ nhiều. Không biết rằng Hàn Đình đang đề phòng cô. Hàn Đình bị ông nội gọi đi, Kỷ Tinh cô đơn bị Hàn Uyển nhắm tới. Đầu tiên là lôi Tăng Tổng ra khiến Kỷ Tinh khó chịu, rồi lại lấy chuyện gia thế của hai người ra để nói. Nói bóng gió rằng Kỷ Tinh dựa vào Hàn Đình để leo lên. May là dì của Hàn Đình đã luôn bảo vệ Kỷ Tinh, mới không khiến Kỷ Tinh thấy khó xử. Trên bàn ăn, ông nội cũng hỏi mấy câu hỏi khó, hỏi bao lâu thì Kỷ Tinh mới vượt qua được Hãn Hải. Kỷ Tinh nói thẳng là không vượt được, mà cũng không muốn cạnh tranh. Cô muốn dẫn dắt Tinh Thần nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực xương khớp, muốn làm cho lĩnh vực này lớn hơn và tốt hơn. Trên đường về, Kỷ Tinh cho rằng ông nội không ghét, nhưng cũng không tiếp nhận mình, cho thấy rằng trong mắt ông nội, cô đang tiếp nhận kiểm tra. Kỷ Tinh xem những bức ảnh hồi nhỏ của Hàn Đình do dì anh gửi đến. Hàn Đình nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh và ông nội. Ông nội cho rằng bối cảnh anh và Kỷ Tinh trưởng thành hoàn toàn khác nhau, quan điểm về tình yêu và giá trị là hai thế giới khác nhau. Giờ hai người thu hút lẫn nhau, nhưng thời gian dài sẽ phát sinh mâu thuẫn xung đột. Hàn Đình nói trước mặt ông nội, một khi có xung đột thì anh sẽ chủ động nhượng bộ. Trên đời không có hai người trời sinh đã hợp. Anh tin vào mối quan hệ của mình với Kỷ Tinh. Nghĩ đến đây, Hàn Đình muốn nói với Kỷ Tinh rằng Hãn Hải là công ty của anh. Nhưng vừa muốn nói thì Thương Tổng lại đột nhiên gửi tin nhắn cho Kỷ Tinh, lại yêu cầu đầu tư vào Tinh Thần. Kỷ Tinh cho Hàn Đình xem tin nhắn, nói rằng tuyệt đối sẽ không phản bội Hàn Đình. Trong lòng Hàn Đình có nhiều cảm xúc lẫn lộn, nuốt lại những lời đã ấp ủ. Hàn Đình bỏ lỡ cơ hội nói hết mọi thứ, không biết rằng có người đang ở trong tối giở trò. Hàn Uyển phát hiện Hãn Hải là doanh nghiệp của Hàn Đình, lập tức tìm đến Thương Tổng và Tăng Tổng để thương lượng đối sách. Ba người thông đồng với nhau, cho rằng Kỷ Tinh biết được tin này thì nhất định sẽ không tiếp nhận được. Vậy thì họ sẽ dùng Tinh Thần để đối phó với Hàn Đình. Chẳng bao lâu Tăng Tổng liền tìm đến Kỷ Tinh, nói hết mối quan hệ của Hàn Đình với Hãn Hải ra, rồi gieo rắc sự bất hòa. Tinh Thần chẳng qua chỉ là một quả bom khói của Hãn Hải mà thôi. Một khi Hàn Đình thành công đưa Hãn Hải gia nhập Đông Dương, vậy thì Tinh Thần sẽ chỉ là một quân cờ bị bỏ đi, không còn giá trị sử dụng. Kỷ Tinh nhất thời không thể tiếp nhận tin tức tàn khốc này, quay về nhà hỏi Hàn Đình, sau này Hãn Hải đủ mạnh rồi, thì có phải đến lúc đó Hàn Đình sẽ nuốt chửng Tinh Thần không? Hàn Đình nghi ngờ Kỷ Tinh đã phát hiện ra điều gì đó, anh liền ôm Kỷ Tinh vào lòng, bảo đảm là sẽ bảo vệ Tinh Thần. Kỷ Tinh hỏi Hàn Đình có yêu cô không? Yêu cái kiểu mà không có đối phương thì không được ấy. Hàn Đình nói ra sự hiểu biết của mình, tình yêu là hai người nhìn nhau, sự tương thích về mọi mặt tinh thần và tâm hồn. Kỷ Tinh nghe câu trả lời xong thì thất vọng đẩy tay Hàn Đình ra, mượn cớ mệt muốn một mình tiêu hóa cảm xúc của mình. Kỷ Tinh nhân lúc Hàn Đình đang ngủ, mở két sắt phòng ngủ, quả nhiên nhìn thấy kế hoạch sát nhập Hãn Hải và Tinh Thần. Hôm sau Hàn Đình tỉnh lại thì Kỷ Tinh đã không còn ở bên nữa, bản kế hoạch nằm trên bàn cạnh giường ngủ. Anh nhận ra rằng Kỷ Tinh đã biết sự thật. Kỷ Tinh buộc mình phải bình tĩnh lại, thảo luận với Lật Lệ và Chi Châu về nguồn tài chính vòng A của Tinh Thần. Chi Châu cho rằng dựa trên mối quan hệ giữa Kỷ Tinh và Hàn Đình thì nên ưu tiên suy xét đến Đông Dương. Ý kiến của Lật Lệ là nếu đầu tư bên ngoài được giới thiệu, chỉ cần bọn họ chiếm số lượng lớn cổ phần thì có thể bảo đảm được quyền phát ngôn. Nếu như vẫn chọn Đông Dương thì họ có thể sẽ hoàn toàn bị bỏ qua. Kỷ Tinh đồng ý với cách nhìn của Lật Lệ, cuối cùng lựa chọn hợp tác với Thường Tổng, trợ lý báo tin này cho Hàn Đình. Hàn Đình không hề ngăn cô lại,
lại. Ngược lại lập tức triệu tập họp hội đồng quản trị. Hàn Huyền phân tích, một khi hội đồng quản trị biết Thường Tổng thành cổ đông của Tinh Thần, xâm phạm tài sản của Đông Dương thì nhất định sẽ làm khó Hàn Đình. Cô chỉ cần ngồi đó đợi Hàn Đình thất bại. Không ngờ Hàn Đình lại tìm đến Thường Tổng, đồng ý dùng toàn bộ cổ phần của công ty Tăng Tổng đổi lấy cổ phần của Tinh Thần. Thường Tổng vẫn luôn thèm muốn Tăng Tổng, đương nhiên đồng ý trở thành ông chủ của Tăng Tổng để kéo gần mối quan hệ của hai người hơn. Tăng Tổng vẫn luôn ôm một nỗi hy vọng, cho đến khi nhìn thấy thư chuyển nhượng cổ phần, mới hiểu ra rằng mình chẳng là gì trong mắt Hàn Đình. Thường Tổng nhân cơ hội tỏ tình rằng anh coi Tăng Tổng như bảo bối. Tăng Tổng lại đổi sang thái độ công việc, nói rằng từ nay về sau hai người chính là đồng minh. Phía bên kia, Kỳ Tinh do dự hồi lâu nhưng vẫn trở về nhà Hàn Đình. Hàn Đình gọi cô tới ăn dâu như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ Tinh không muốn hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nói với Hàn Đình rằng cô đã chấp nhận đầu tư của Thường Tổng. Hàn Đình lấy ra thư mua lại cổ phần, nói rằng mình đã đổi được cổ phần của Tinh Thần từ tay Thường Tổng. Giờ Đông Dương sở hữu 54% cổ phần của Tinh Thần. Kỳ Tinh không ngờ rằng Tinh Thần vẫn trở về tay Hàn Đình. Cô tức giận với ý đồ của Hàn Đình, ngay từ đầu đã coi Tinh Thần làm con tốt để đối phó với Hàn Uyển. Biết rõ Tinh Thần là toàn bộ tâm huyết của cô, nhưng vẫn chơi đùa với Tinh Thần trong lòng bàn tay. Hàn Đình giải thích rằng đây chỉ là cách bố trí kinh doanh. Trên thương trường trước giờ chỉ có lợi ích, nếu như Kỳ Tinh muốn thì anh sẽ tặng Tinh Thần cho cô. Kỳ Tinh không thể chấp nhận sự lừa dối và lợi dụng của Hàn Đình. Hàn Đình chỉ trích mắt nhìn người của Kỳ Tinh không chuẩn, không nhìn thấu được âm mưu đằng sau của Thường Tổng và Hàn Uyển. Cả hai nhìn nhận vấn đề từ quan điểm riêng của họ. Hai người xảy ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Anh thờ ơ, chỉ quan tâm đến lợi ích. Anh là đồ không có trái tim. Em đừng làm loạn nữa Kỳ Tinh. Kỳ Tinh buồn bã rời đi. Hàn Đình vô cùng buồn bã. Tinh Thần và Hãn Hải nhập làm một đã là sự thực không thể xoay chuyển. Kỳ Tinh đi tìm người phụ trách của Hãn Hải. Cô đưa ra hai yêu cầu. Một là không được sa thải nhân viên của Tinh Thần mà không có lý do. Hai là giữ lại quyền nghiên cứu và phát triển độc lập của Tinh Thần. Sau khi người phụ trách có được chỉ dẫn của Hàn Đình, đã trả lời Kỳ Tinh là sẽ bảo đảm cả hai yêu cầu. Có được câu trả lời, Kỳ Tinh triệu tập cuộc họp với nhân viên công bố chuyện sát nhập, nhưng đảm bảo rằng đãi ngộ vẫn giống như trước. Bảo bọn họ tiếp tục làm việc trong phận sự của mình. Sắp xếp xong mọi thứ, Kỳ Tinh cảm thấy mơ hồ, không biết là mình phải làm gì. Hàn Uyển biết Thường Tổng bán lại cổ phần Tinh Thần cho Hàn Đình thì vô cùng tức giận, nhưng chuyện đã đến nước này, cô không thể không làm ra bộ dạng chúc mừng. Giả vờ chúc mừng Hàn Đình hoàn thành quân lệnh trước thời hạn, Hàn Đình đưa ra bằng chứng cho thấy Hàn Uyển đã bí mật cấu kết với Thường Tổng, vạch trần ý đồ xấu liên kết với người ngoài để đối phó Đông Dương của cô ta. Vì danh tiếng của Đông Dương, anh sẽ không công khai chuyện này, nhưng Hàn Uyển phải giao ra cổ phần của Đông Dương đang có trong tay ra. Hàn Uyển hoàn toàn thất bại, chỉ trích Hàn Đình máu lạnh, vì chiến thắng mà lợi dụng cả người phụ nữ mình yêu. Nếu như Kỳ Tinh vẫn ở bên cạnh anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì chứng tỏ Kỳ Tinh không hề yêu anh. Hàn Đình bị chọc vào chỗ đau không nói năng gì. Về đến nhà, Kỳ Tinh để lại lời nhắn cho anh, nói Đại Hoàng không chịu đi, chỉ có thể giao cho anh chăm sóc. Đồng thời để lại vòng cổ và hoa tai mà anh đã tặng. Thấy trong nhà không còn dấu vết của Kỳ Tinh nữa, Hàn Đình vô cùng đau lòng. Những kỷ niệm đẹp với Kỳ Tinh ùa về trong tâm trí. Lúc đó ngọt ngào làm sao, thì giờ cô đơn biết bao. Kỳ Tinh về quê ăn Tết, bố mẹ đều hỏi tại sao không đưa Hàn Đình theo cùng. Kỳ Tinh nói dối rằng Hàn Đình không đi được. Bố mẹ nhìn ra Kỳ Tinh đang trong tình trạng tồi tệ. Họ nghi ngờ giữa cô với Hàn Đình xảy ra vấn đề, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ăn tối xong, Kỳ Tinh một mình ra ngoài xem pháo hoa. Cảnh năm ngoái xem pháo hoa cùng Hàn Đình vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Giờ cảnh còn như người đã khác, khiến cô không khỏi chua xót. Hàn Đình cũng chán nản không kém. Anh từ chối lời đề nghị ở lại của dì. Đêm giao thừa một mình trở về căn nhà lạnh lẽo. Tiêu Tổng đặc biệt đến với anh, nhưng khi đi vào không đóng chặt cửa khiến Đại Hoàng chạy ra ngoài. Hàn Đình lo lắng tìm khắp xung quanh. Đây là thứ duy nhất Kỳ Tinh để lại, đó là minh chứng cho mối quan hệ giữa hai người. Khi anh nhìn thấy Đại Hoàng ở bên kia sông, không kịp đi từ cầu qua, lao xuống dòng sông lạnh giá như điên, mang Đại Hoàng về nhà. Cảm giác mất đi thứ gì đó rồi tìm lại được khiến Hàn Đình càng cảm thấy khó chịu hơn. Anh cầm chân của Đại Hoàng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến Kỳ Tinh. Nút thắt trái tim của Kỳ Tinh vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù cô cũng nhớ Hàn Đình, không nỡ từ bỏ mối quan hệ của mình với Hàn Đình, nhưng giờ hai người không thể nào đi tiếp như trước. Nghĩ đến đây, cô không trả lời tin nhắn của Hàn Đình. Sau Tết, Hãn Hải và Tinh Thần tổ chức họp cổ đông đầu tiên sau khi sát nhập. Hàn Đình đến phòng họp sớm nửa tiếng, muốn gặp Kỳ Tinh càng sớm càng tốt. Thất vọng là Kỳ Tinh đã nói trước với người phụ trách của Hãn Hải rằng cô sẽ không tham dự cuộc họp. Cuộc họp kết thúc, Lật Lệ và Chi Châu quay về công ty, phát hiện các nhân viên đều buồn bã. Hóa ra vừa rồi Kỳ Tinh đã gửi email cho mọi người. Trong mail, Kỳ Tinh gửi lời cảm ơn đến mỗi một nhân viên kỳ cựu đồng hành cùng Tinh Thần cho đến bây giờ, cùng những nhân viên mới đã đóng góp cho Tinh Thần. Cô cũng chuẩn bị kỹ càng quà theo sở thích của mỗi người, hy vọng mọi người tiếp tục bảo vệ Tinh Thần mà mình từng dùng hết tâm huyết. Ở cuối email, Kỳ Tinh giao phó Tinh Thần cho Lật Lệ và Chi Châu, lựa chọn một mình đi du học Đức. Hàn Đình không liên lạc được với số điện thoại của Kỳ Tinh, hỏi Lật Lệ là Kỳ Tinh đang ở đâu.
Lật Lệ làm theo dặn dò của Kỷ Tinh nên không nói cho anh biết, hy vọng Hàn Đình cho Kỷ Tinh chút không gian, như vậy đều tốt cho cả hai. Trở lại văn phòng, Hàn Đình phát hiện đơn từ chức Kỷ Tinh để lại. Hàn Đình không thể chấp nhận sự thật mất Kỷ Tinh, nhớ lại từng cảnh ở bên Kỷ Tinh, anh đau khổ uống rượu giải sầu, bất chấp mình bị dị ứng. May là Tiêu Tổng kịp thời ngăn lại, đưa anh lên trên giường, để anh ngủ ngon một giấc. Nửa đêm Hàn Đình tỉnh dậy uống nước, nhưng không để ý lại đụng cái hộp ở đầu giường khiến nó bị rơi. Đó là hộp thẻ nguyện ước Kỷ Tinh tặng cho anh hôm sinh nhật. Anh phát hiện một tấm thẻ ước nguyện trong đống thẻ mà trước đây chưa từng thấy. Bên trong viết 10 chuyện mà Kỷ Tinh muốn làm cùng anh. Hàn Đình cảm thấy chua xót trong lòng. Kỷ Tinh tưởng tượng ra tương lai của hai người họ giống như anh. Không ngờ một bước sai sót đã đi đến bước đường này. Để hoàn thành tâm nguyện của Kỷ Tinh, Hàn Đình đã tự mình làm 10 điều trong danh sách. Thời gian còn lại, anh luôn đứng ở nơi anh và Kỷ Tinh từng tới, giống như nhìn nó mỗi ngày thì người anh ngày đêm nhớ nhung có thể quay về bên anh. Trợ lý không chịu được việc Hàn Đình hóa thân thành Hòn Vọng Thê, liền gọi Tiêu Tổng và chú họ của anh để nghĩ cách. Cả ba người cùng động não, diễn vở múa rối cáo và thợ săn trước mặt Hàn Đình. Cáo và thợ săn trở thành bạn tốt, thợ săn hứa không bao giờ bem cáo, nhưng cuối cùng vì thân phận và lợi ích, cuối cùng thợ săn cũng chĩa súng về phía cáo. Hàn Đình biết con cáo chính là Kỷ Tinh, còn thợ săn chính là mình. Trong cuộc tranh chấp trước đó với Kỷ Tinh, anh luôn cho rằng mình là người nắm quyền chủ động, mỗi bước thực hiện đều là những quyết định đúng đắn nhất trong kinh doanh. Giờ đây xem múa rối mới phát hiện quyết định hợp Hãn Hải và Tinh Thần là một của anh, giống như người thợ săn kia phản bội bạn bè của mình vậy. Anh chỉ trích Kỷ Tinh gây sự vô cớ, không đứng trên đại cục nghĩ cho anh. Đến giờ mới biết, từ đầu đến cuối, Kỷ Tinh luôn đối xử với Tinh Thần và anh bằng trái tim chân thành, là anh đã làm tổn thương Kỷ Tinh. Khoảnh khắc này, Hàn Đình cuối cùng đã nhận ra sai lầm của mình. Anh bật khóc, hối hận vì đã không nói thật với Kỷ Tinh sớm hơn, để mất đi người quan trọng nhất cuộc đời. Kỷ Tinh lúc này đang đi đến từng nơi mà mình từng đến với Hàn Đình. Một nỗi buồn chợt dâng lên trong lòng. Để chuyển hướng sự chú ý, cô lựa chọn dùng toàn bộ sức lực chăm chỉ học hỏi các kiến thức liên quan về chăm sóc y tế thông minh. Hôm đó, Kỷ Tinh nhìn thấy có người bắt siêu đạo trích ở quảng trường. Cô lén đưa chân ra khiến tên đó vấp ngã. Nhờ vậy mà giúp chủ nhân bị mất đồ tên là Tần Lập lấy lại được ví tiền bị cuỗm mất. Tần Lập rất biết ơn Kỷ Tinh, nhưng Kỷ Tinh từ chối lời mời dùng bữa của anh, vốn tưởng rằng hai người chỉ tình cờ gặp mà thôi. Không ngờ lại gặp nhau ở nhà giáo sư, biết được Kỷ Tinh cũng đang nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tần Lập chủ động thêm phương thức liên lạc của Kỷ Tinh, lại mời Kỷ Tinh đi ăn. Phía bên kia, sau khi Tinh Thần và Hãn Hải sát nhập, Tinh Thần bị một số người lá mặt lá trái trấn áp. Chi Châu chịu đựng áp lực cùng nhân viên thức khuya để cập nhật công nghệ. Không chỉ yêu cầu bộ phận tiêu thụ của Lật Lệ hoàn thành quá mức nhiệm vụ, còn muốn bộ phận kỹ thuật của Hãn Hải Tinh Thần nổi tiếng. Người phụ trách báo cáo đóng góp của Tinh Thần cho Hàn Đình, khen thực lực của những người mà Kỷ Tinh dẫn dắt. Hàn Đình chuẩn bị tham gia tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng đội ngũ nhân tài AI. Anh cần một nhà tư vấn trong lĩnh vực này. Giáo sư ở Đức đã giúp anh tìm ra ứng viên. Anh chuẩn bị bay sang đó để đàm phán với đối phương. Kỷ Tinh đến chào tạm biệt giáo sư của mình trước khi trở về Trung Quốc. Giáo sư cho cô xem kết quả mà Hãn Hải Tinh Thần đạt được. Kỷ Tinh nhảy ra khỏi tâm trạng hiện tại, đứng từ góc độ vĩ mô đồng tình với quyết định của Hàn Đình. Chỉ có Hãn Hải và Tinh Thần liên thủ thì mới có thể nhanh chóng nổi bật trên trường quốc tế. Khi Kỷ Tinh chuẩn bị rời đi, Tần Lập kéo cô đi ăn cùng, coi như tạm biệt cô. Hai người vừa rời đi thì Hàn Đình tới. Hóa ra nhân tài mà giáo sư giới thiệu cho Hàn Đình chính là Tần Lập. Hai người còn là học sinh học cùng một trường. Tần Lập không có ở đó. Hàn Đình ra ngoài đi dạo một mình, đi đến quảng trường nơi anh và Kỷ Tinh cùng cho chim bồ câu ăn. Anh ngạc nhiên thấy Kỷ Tinh đang ngồi trước mặt mình. Kỷ Tinh cũng phát hiện ra anh. Cả hai nhìn nhau chăm chú, dường như quên mất ngôn ngữ. Cho đến khi Tần Lập gọi Kỷ Tinh thì mới kéo lại được tâm tình của hai người. Tần Lập nhìn ra hai người quen nhau nên hỏi mối quan hệ của hai người họ. Hàn Đình vừa định nói, Kỷ Tinh lại tranh nói trước hai người là bạn học đại học. Hàn Đình nói rõ ý định với Tần Lập, muốn thuê anh làm cố vấn cho nhóm nhân tài trí tuệ nhân tạo. Tần Lập cho rằng giờ còn quá sớm để xây dựng trí tuệ nhân tạo. Kỷ Tinh nói giúp Hàn Đình, thuyết phục Tần Lập xem xét ý kiến của Hàn Đình. Tần Lập hứa sẽ suy nghĩ kỹ. Vừa hay lại nhận được một cuộc gọi khác từ phòng thí nghiệm cần phải đi trước. Hàn Đình mời Kỷ Tinh nói chuyện. Chuyện đến nước này, Kỷ Tinh đã hiểu cách làm của Hàn Đình. Điều cô quan tâm là sự che giấu và lừa dối của Hàn Đình đối với cô. Cô hỏi Hàn Đình là có phải giờ vẫn cho rằng tình yêu là hai người phù hợp ở bên nhau không? Hàn Đình không muốn dùng lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành Kỷ Tinh. Anh trả lời thật lòng rằng mình sẽ không vì tình cảm cá nhân mà hy sinh đại cục của Đông Dương. Nhưng anh cũng thực sự yêu Kỷ Tinh. Nghe câu trả lời này, Kỷ Tinh không biết mình vui hay thất vọng. Có điều mối quan hệ của hai người đã rạn nứt. Trên máy bay trở về, Hàn Đình đặc biệt ngồi cùng Kỷ Tinh, chính thức mời Kỷ Tinh trở về Hãn Hải Tinh Thần. Thấy Kỷ Tinh đồng ý là sẽ xem xét, khóe miệng Hàn Đình không kìm được mà nhếch lên, lâu lắm rồi mới nở nụ cười đầu tiên. Trở về nhà, Kỷ Tinh nhận được lời mời làm việc từ Hãn Hải Tinh Thần. Lật Lệ cũng hy vọng Kỷ Tinh có thể trở lại tiếp tục sát cánh chiến đấu.
Kỳ Tinh sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bước vào tòa nhà Đông Dương với diện mạo mới. Cô nhìn thấy trên bàn làm việc đã chuẩn bị sẵn cho cô có một bức ảnh của Đại Hoàng. Bên trên còn viết chào mừng quay trở lại. Biết đây là kiệt tác của Hàn Đình, cô không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Kỳ Tinh tham dự cuộc họp xây dựng đội ngũ nhân tài AI với tư cách là phó chủ tịch của hãng Tinh. Tần Lập dưới lời mời lặp đi lặp lại của Hàn Đình, cũng tham gia Đông Dương. Sau khi họp xong, Tần Lập lấy bài làm ảo thuật cho Kỳ Tinh xem, tìm lý do để mời Kỳ Tinh đi ăn. Hàn Đình ghen, căn bản không có tâm trạng nghe báo cáo của cấp dưới. Ánh mắt của anh không ngừng nhìn Kỳ Tinh. Tần Lập nắm lấy cơ hội, trước khi ăn lại biến ra hai tấm vé xem phim, muốn mời Kỳ Tinh cùng đi xem phim, không hề giấu giếm mong muốn theo đuổi Kỳ Tinh. Hàn Đình phải bàn chuyện hợp tác với nữ minh tinh, hai người cũng hẹn nhau ở nhà hàng này. Anh ở ngoài cửa sổ nhìn thấy cảnh Tần Lập đang tán tỉnh Kỳ Tinh thì vô cùng ghen tị, cơm còn chẳng buồn ăn đã quay người rời đi. Không biết rằng Kỳ Tinh đã trực tiếp từ chối tâm ý của Tần Lập, nói rằng chỉ muốn nỗ lực công việc, không suy nghĩ đến chuyện tình cảm. Tần Lập hỏi có phải là vì Hàn Đình không? Kỳ Tinh còn chưa trả lời đã thấy nữ minh tinh vừa đi vừa gọi điện cho trợ lý của Hàn Đình. Cảm ơn Hàn Đình đã ủng hộ bộ phim mới của cô. Kỳ Tinh nghe xong thì hụt hẫng, ghen vì Hàn Đình ngày càng thân thiết với đối phương. Tần Lập nhìn thấy biểu cảm của Kỳ Tinh, đã hiểu rằng Kỳ Tinh hoàn toàn không thể buông bỏ Hàn Đình. Hàn Đình vì để tiếp cận Kỳ Tinh, đặc biệt gửi ảnh của Đại Hoàng cho Kỳ Tinh, mời Kỳ Tinh tới chúc mừng sinh nhật Đại Hoàng. Hôm sau, hai người đưa Đại Hoàng đến công viên. Hàn Đình không chỉ mang đồ ăn ngon đến cho Đại Hoàng, mà còn chuẩn bị cho Kỳ Tinh một chiếc bánh ngọt. Cả hai nhìn Đại Hoàng chơi đùa vui vẻ, rất giống bố mẹ nuôi con. Hàn Đình chụp ảnh Kỳ Tinh và Đại Hoàng. Cả hai dần dần thân thiết với nhau hơn, mặc dù chưa làm hòa, nhưng cả hai đều không thể buông bỏ đối phương. Hôm sau đi làm, Lật Lệ nói với Kỳ Tinh, hai ngày nữa là xét xử vụ án công ty dược phẩm Chu Thị hối lộ. Tội danh bị phán thì Chu Tổng nhất định phải nhập kho ăn cơm nhà nước nuôi. Chuyện phiếm là liệu Chu Tổng có kéo người tố cáo xuống cùng hay không. Lật Lệ không biết người tố cáo là Hàn Đình. Kỳ Tinh nghe vậy lại rất bất an, lo lắng Chu Tổng sẽ gây bất lợi cho Hàn Đình. Mặt khác, Tần Lập chuẩn bị về Đức bàn việc kinh doanh. Trước khi rời đi, anh nói với Kỳ Tinh, lần trước đi ăn, Hàn Đình cứ đứng ở ngoài nhìn Kỳ Tinh, rõ ràng là rất quan tâm đến cô. Dù tình yêu của anh bị Kỳ Tinh từ chối, nhưng anh hy vọng Kỳ Tinh có thể tìm được hạnh phúc thực sự. Đừng bỏ lỡ Hàn Đình. Không lâu sau, Kỳ Tinh và Hàn Đình cùng nhau tham dự hội nghị diễn đàn ngành. Hàn Đình một lần nữa lên sân khấu phát biểu với tư cách khách mời khai mạc. Anh chân thành kể lại khái niệm Kỳ Tinh luôn luyện tập phục vụ dịch vụ y tế cho nhân loại, rồi xin lỗi Kỳ Tinh trước mặt mọi người. Trước đây là anh đứng trên lập trường của mình, không ngừng ép buộc ý tưởng kinh doanh lên Kỳ Tinh, nhưng lại quên mất Kỳ Tinh thực sự muốn là gì. Cầu xin Kỳ Tinh cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Đôi mắt của Kỳ Tinh tràn đầy nước mắt. Hội nghị kết thúc liền lập tức đi tìm Hàn Đình, nhưng vì Hàn Đình có việc nên về Tinh Cảng trước. Kỳ Tinh trở về khách sạn, nhìn thấy trên sàn có một tấm thẻ, bên trong là tấm thẻ tha thứ mà cô tặng cho Hàn Đình. Thực chất Kỳ Tinh đã tha thứ cho Hàn Đình từ lâu rồi. Cô nóng lòng muốn đi tìm Hàn Đình để nói hết những lời trong lòng. Trở lại Tinh Cảng, Kỳ Tinh lập tức tìm đến nhà Hàn Đình. Cô nhìn thấy danh sách tâm nguyện mà mình viết, 9 mục đầu tiên đều đã được Hàn Đình đánh dấu, chỉ còn lại một việc cuối cùng. Nghĩ tới Hàn Đình một mình thực hiện tâm nguyện của mình, Kỳ Tinh cảm động rơi nước mắt. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cửa. Kỳ Tinh tưởng là Hàn Đình đã trở lại, vui vẻ mở cửa, không ngờ bên ngoài lại là Chu Tổng hung hãn. Mãi lúc sau Hàn Đình mới về nhà, nhìn thấy vali của Kỳ Tinh, nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng của cô đâu. Khi đang tự hỏi thì anh nhận được điện thoại của Kỳ Tinh, không ngờ đối phương lại là Chu Tổng. Ý thức được Kỳ Tinh đang gặp nguy hiểm, Hàn Đình một mình đến giải cứu Kỳ Tinh như lời Chu Tổng nói, nhưng trên đường anh đã gọi điện cho trợ lý, bảo trợ lý lập tức báo cảnh sát, đến nhà máy. Nhìn thấy Kỳ Tinh bất lực, trái tim Hàn Đình tan vỡ. Anh lấy ra thẻ ngân hàng mà Chu Tổng muốn, yêu cầu thả Kỳ Tinh ra, nhưng Chu Tổng không chỉ muốn tiền, mà còn muốn cái thây của anh nữa. Nhân lúc lấy thẻ liền tấn công đối phương. Hàn Đình vì để bảo vệ Kỳ Tinh, trước tiên là bị một cái gậy vào lưng, trong lúc tỉ thí lại cùng Chu Tổng rơi xuống tầng. May là cảnh sát đã đặt thảm bảo vệ ở tầng dưới, hai người không bị thương nặng. Chu Tổng bị lụm vào lồng sắt, Hàn Đình bị thương ở thắt lưng, cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kỳ Tinh đích thân chăm sóc Hàn Đình. Hàn Đình nắm lấy cơ hội để cầu xin Kỳ Tinh tha thứ. Kỳ Tinh thú nhận rằng mình đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, sau đó lại nói ra tất cả những suy nghĩ của mình. Trong mắt cô, Hàn Đình là đỉnh cao, dù cô có cố gắng thế nào cũng không với tới. Nhưng trước khi Hàn Đình đưa ra quyết định của mình, chưa từng nói rõ với cô, điều này khiến cô rất bất an. Không biết rốt cuộc là trong lòng Hàn Đình đang nghĩ cái gì. Kỳ Tinh vừa khóc vừa nói, cô không muốn là người được Hàn Đình bảo vệ, mà muốn trở thành người tâm ý tương thông luôn song hành cùng Hàn Đình. Lần này cô hy vọng hai người bỏ những thân phận khác xuống, bắt đầu lại với thân phận là Kỳ Tinh và Hàn Đình. Cuối cùng Hàn Đình cũng chờ được ngày này, ôm Kỳ Tinh vào lòng, trao một nụ hôn ngọt ngào. Tăng Tổng đến bệnh viện thăm Hàn Đình, cũng không quên gieo rắc mối bất hòa trước mặt Kỳ Tinh, nói rằng nếu Hàn Đình lừa dối cô được một lần thì cũng sẽ có lần thứ hai. Kỳ Tinh phản kích, giờ cô và Hàn Đình tâm ý tương thông, hai người sẽ ở bên nhau thật lâu. Tiêu Tổng
Đồng còn chưa biết Hàn Đình đã làm hòa với Kỷ Tinh, lên kế hoạch bảo Hàn Đình nhân lúc giờ đang đáng thương yếu đuối, dùng chiêu khổ nhục kế níu kéo Kỷ Tinh. Hàn Đình đợi Kỷ Tinh vào, hôn Kỷ Tinh trước mặt Tiêu Tổng, tuyên bố tin hai người đã làm lành. Tiêu Tổng bị nhét đầy cơm chó, trước khi đi còn bán đứng anh em, nói với Kỷ Tinh là khi hai người thất tình, Hàn Đình mượn rượu quên sầu. Kỷ Tinh đau lòng lại tự trách, Hàn Đình bảo đảm là sau này sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến mình nữa. Buổi tối, Kỷ Tinh thay lên mình bộ đồ của bệnh viện giống như đồ đôi, đích thân đồng hành cùng Hàn Đình. Hàn Đình cảm động, hứa rằng hai người sau này sẽ không bệnh không gặp hòa, không còn cần phải đến bệnh viện nữa. Sau khi xuất viện, Kỷ Tinh chuyển về nhà Hàn Đình. Hàn Đình chủ động về nhiều mặt, nói với Kỷ Tinh rằng con cá trong bể cá tên cá may mắn. Khi anh mua nó đã hy vọng cá có thể mang lại may mắn, có thể khiến Kỷ Tinh quay trở về bên anh. Còn nói ra mối đơn phương che giấu suốt 10 năm, tình yêu của anh dành cho Kỷ Tinh không phải từ khi mới gặp lại, mà nó đã bén rễ từ thời đại học. Bữa tiệc chúc mừng tối đó anh vốn muốn tỏ tình, nhưng lại bị ông nội yêu cầu ra nước ngoài ngay trong đêm. Còn điện thoại của Kỷ Tinh lại vừa hay bị mất, một sai lầm thôi mà khiến hai người bỏ lỡ 10 năm. Sau khi nói xong, Hàn Đình ôm Kỷ Tinh vào lòng, từng bỏ lỡ cũng được, tiếc nuối cũng được. Bây giờ anh và Kỷ Tinh đang trải qua những thăng trầm, cuối cùng đã chào đón một cuộc sống ngọt ngào. Sau khi sống chung lần nữa, Hàn Đình tràn ngập cảm giác một người chồng, dậy sớm nấu cơm cho Kỷ Tinh. Kỷ Tinh dọn dẹp xong thì đến giúp đỡ, hai người cười đùa vui vẻ, không khí tràn ngập hạnh phúc, cùng nhau đến công ty, hai người hôn tạm biệt trong thang máy. Hàn Đình bước vào văn phòng nhìn thấy hoa trên bàn, ghế có đặt gối tựa lưng, trên bàn còn có kẹo ngọt, biết được mọi chuyện đều là Kỷ Tinh chu đáo chuẩn bị. Anh không khỏi nhếch khóe miệng nhét một viên kẹo vào miệng, tận hưởng hương vị ngọt ngào khi được người yêu chăm sóc. Thời gian rảnh rỗi, Kỷ Tinh đưa Hàn Đình đi tập phục hồi chức năng. Hàn Đình không muốn Kỷ Tinh lo lắng, cố nén nỗi đau làm như không có chuyện gì xảy ra. Vì để Hàn Đình hồi phục tốt, Kỷ Tinh đảm nhận hầu hết công việc. Tối về nhà vẫn làm thêm giờ để giải quyết công việc. Hàn Đình đóng vai người vợ đảm, nấu mì cho Kỷ Tinh, yêu cầu Kỷ Tinh ăn xong thì nghỉ ngơi sớm. Thấy Kỷ Tinh không có ý định dừng công việc, anh lấy tấm thẻ hôn ra cầu xin Kỷ Tinh ở bên mình. Không ngờ Kỷ Tinh chỉ hôn anh một cái ngắn ngủi. Hàn Đình không cam tâm liền nhập vai, lấy ra mọi tấm thẻ thảm hại. Kỷ Tinh thực sự không ứng phó nổi mấy trò của anh, chỉ đành gác lại công việc cùng nhau đi nghỉ ngơi. Hôm sau đi làm, sao nữ có ý với Hàn Đình cầm hoa đến tìm anh. Hàn Đình ôm Kỷ Tinh tuyên bố mình là hoa đã có chủ, mang lại cho Kỷ Tinh một cảm giác an toàn. Kỷ Tinh rất hài lòng với màn trình diễn của Hàn Đình, hai người vui vẻ đi ăn, vừa đi bộ tới hầm để xe. Hàn Đình vì bảo vệ Kỷ Tinh tránh xe mà tái phát chấn thương ở lưng, vội vàng nhập viện. Bác sĩ cho biết phải phẫu thuật ngay. Kỷ Tinh đưa Hàn Đình vào phòng phẫu thuật, hứa rằng sẽ đợi anh bên ngoài. Ai ngờ Tăng Tổng vì để báo thù Kỷ Tinh và Hàn Đình, tìm người để đăng bài trực tuyến, cáo buộc sai sự thật rằng sản phẩm của hãng Hải Tinh Thần có chứa chất phóng xạ. Kỷ Tinh đoán có người đứng ở đằng sau giở trò, nếu như trực tiếp đăng bài đính chính thì sẽ chỉ bị người có tâm địa vu khống là họ chột dạ. Hàn Đình không có ở đây, Kỷ Tinh chỉ đành đích thân ra trận, lệnh cho Chi Châu triệu tập truyền thông, cô muốn mở một buổi họp báo. Các cổ đông dưới trướng Hàn Uyển cho rằng đây là cơ hội tốt để hạ bệ Hàn Đình, họ có thể đổ thêm dầu vào lửa. Hàn Uyển nói một khi xử lý không tốt thì rất dễ dàng liên lụy đến Đông Dương. Họ an tĩnh quan sát trước đã, xem Kỷ Tinh sẽ đối phó thế nào. Kỷ Tinh trưng bày các sản phẩm do công ty sản xuất trước toàn thể phóng viên, dùng máy dò ngay tại chỗ, không ngờ lại vượt quá giá trị bình thường. Ngay khi các phóng viên đang thì thầm bàn tán, Kỷ Tinh lại cầm máy dò kiểm tra các sản phẩm kim loại không liên quan khác. Máy dò vẫn báo vượt tiêu chuẩn. Kỷ Tinh nói với mọi người, không phải sản phẩm của họ bị lỗi, mà là người tạo ra tin đồn đã cố tình sử dụng máy dò có thể bị làm giả vu khống họ. Hơn nữa, nhà phát hành video từng có tiền sử lừa đảo trước đó, đề nghị các phóng viên đào sâu hơn. Sau khi thành công giải quyết khủng hoảng, Kỷ Tinh tận dụng tình hình để giới thiệu công nghệ tiên tiến của công ty, còn dùng triết lý kinh doanh đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, thực hiện một quảng cáo miễn phí cho Đông Dương. Mọi người đều hết lời khen ngợi kết quả xử lý của Kỷ Tinh, ngay cả ông nội luôn kén chọn cũng phải thừa nhận rằng Kỷ Tinh rất có năng lực, chỉ có Tăng Tổng âm mưu thất bại, tức giận đến mức ném chiếc cốc trên tay đi, càng hận Kỷ Tinh hơn. Họp báo kết thúc, Kỷ Tinh vội vàng quay về bệnh viện, biết được Hàn Đình phẫu thuật thuận lợi mới thở phào nhẹ nhõm. Ở bên cạnh Hàn Đình chăm sóc chu đáo, Hàn Đình xem video Kỷ Tinh xử lý sự cố, cho rằng cuối cùng Kỷ Tinh cũng có thể đảm nhận công việc kinh doanh của riêng mình. Nhân lúc Kỷ Tinh đút cam cho anh ăn, không kìm được mà muốn hôn cô, không ngờ cảnh hai người thân mật lại bị ông nội bắt gặp. Ông nội lo lắng về cuộc phẫu thuật của Hàn Đình, chân thành khen ngợi năng lực ứng biến lần này của Kỷ Tinh, bảo Kỷ Tinh đổi lại gọi là ông nội, chính thức công nhận thân phận cháu dâu của Kỷ Tinh. Ông nội bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Hàn Uyển đang đứng ở cửa. Ông nội biết rõ về cuộc chiến giữa các cháu của mình, cũng biết những chiêu trò nhỏ mà Hàn Uyển dùng sau lưng.
cảnh cáo Hàn Uyển nên có chừng có mực, dù sao Hàn Đình cũng chưa từng nói xấu cô lấy một từ. Hơn nữa Hàn Uyển có thể xuất hiện ở bệnh viện, chứng tỏ là vẫn còn lương tâm, hy vọng cô suy ngẫm cho tốt. Hôm sau Kỷ Tinh chủ động tìm đến Hàn Uyển, hóa ra cô cũng thấy Hàn Uyển ở bệnh viện. Mặc dù Hàn Uyển không vào thăm Hàn Đình, nhưng cô biết Hàn Uyển lo cho em trai. Sau khi Kỷ Tinh thay mặt Hàn Đình bày tỏ lòng biết ơn, nhờ Hàn Uyển giúp đỡ trong cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai, thuyết phục các cổ đông đồng ý với phương án nhân tài trí tuệ nhân tạo. Hàn Uyển rất ngạc nhiên khi Kỷ Tinh đến cầu xin mình. Hàn Uyển và Hàn Đình tranh giành nhau, dù có đấu thế nào thì cũng đều là vì tốt cho Đông Dương. Huống chi trước khi Hàn Đình chưa quay lại, Hàn Uyển đã quản lý Đông Dương một cách có trật tự. Đồ của mình bị cướp đi, cô oán Hàn Đình cũng là lẽ thường tình. Lời nói của Kỷ Tinh chạm đến trái tim Hàn Uyển, lại thêm ông nội đã cảnh cáo cô. Cô không muốn để ông nội thất vọng, vì phải tham gia họp quản trị. Kỷ Tinh mang xe lăn đến đưa Hàn Đình xuất viện, cho dù đã sắp xếp đâu ra đấy, nhưng cô vẫn lo cơ thể Hàn Đình không trụ được. Kỷ Tinh tốc chiến tốc thắng, nêu rõ tính cần thiết khi xây dựng đội ngũ nhân tài trí tuệ nhân tạo, nhưng các cổ đông coi đây là khoản đầu tư dài hạn, có thành công hay không thì vẫn còn chưa rõ, vì sợ mất tiền. Hầu hết mọi người đều có thái độ bàng quang. Hàn Đình là người đầu tiên đứng lên ủng hộ quyết định của Kỷ Tinh, sau đó để mọi người biểu quyết bằng cách giơ tay. Hàn Uyển luôn đối đầu với Hàn Đình đã chủ động giơ tay, những người khác đang theo dõi cũng giơ tay. Kế hoạch tuyển nhân tài đã chính thức được phê duyệt. Sau buổi họp, Kỷ Tinh lại đến cảm ơn Hàn Uyển, còn đề xuất phương án hợp tác với cô ấy. Hàn Uyển rất lạc quan về năng lực và con người của Kỷ Tinh, lập tức đồng ý hợp tác, còn bảo Kỷ Tinh đổi cách gọi là chị Uyển. Hàn Đình biết mọi việc Kỷ Tinh làm, trong lòng vô cùng cảm động. Anh không muốn phụ lòng tốt của Kỷ Tinh nên đã chủ động nhắn tin cảm ơn Hàn Uyển. Hàn Uyển vui vẻ nói với ông nội sau khi nhận được tin. Mối quan hệ giữa hai chị em cuối cùng đã dịu bớt. Một tháng sau, Hàn Đình cuối cùng đã bình phục chấn thương ở lưng. Nhưng Kỷ Tinh vì để tiếp tục bù đắp còn bảo anh uống canh. Hàn Đình nham hiểm đề nghị chơi game với Kỷ Tinh. Ai thua thì người nấy uống. Kết quả là toàn bộ nước canh trong nồi đều vào bụng Kỷ Tinh. Trong những ngày tiếp theo, dưới sự lãnh đạo của Hàn Đình và Kỷ Tinh, Đông Dương và Hãn Hải Tinh Thần đã đi đầu trong cộng đồng quốc tế. Còn Tăng Tổng và Thường Tổng lợi dụng bệnh nhân Trương hãm hại bọn họ đã bị đưa đi điều tra. Hàn Đình quyết định về nhà cùng Kỷ Tinh, hoàn thành điều ước cuối cùng trong danh sách. Về gặp bố mẹ Kỷ Tinh, bố mẹ Kỷ Tinh biết hai người chia tay lại làm lành. Vì để kiểm tra Hàn Đình, biết rõ Hàn Đình không ăn được cay nhưng lại nấu một bàn đồ ăn cay. Nói với hai người rằng hôn nhân đòi hỏi sự thích nghi và điều chỉnh lẫn nhau. Hàn Đình thề nhất định sẽ bảo vệ Kỷ Tinh, chuyện gì cũng đều đứng ở góc độ của Kỷ Tinh để xem xét vấn đề. Cầu xin nhị vị phụ huynh giao Kỷ Tinh cho anh. Bố mẹ Kỷ Tinh nhìn ra sự chân thành của Hàn Đình, lập tức dọn cả bàn ăn toàn đồ cay đi, thay lên những món đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả nhà vui vẻ dùng bữa. Trước khi rời đi, hai người chụp ảnh cùng bố mẹ. Kỷ Tinh đã đạt được điều ước cuối cùng, đánh dấu vào ô rồi dán ảnh ở bên cạnh. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy bằng chứng hạnh phúc của cô và Hàn Đình. Còn Hàn Đình nóng lòng cầu xin Kỷ Tinh, anh muốn ở bên em cả đời, bạc đầu cũng không đổi thay. Hai người nhanh chóng đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, rồi sang Đức tổ chức đám cưới. Hàn Đình bế Kỷ Tinh đang mặc váy cưới, giống như ôm cả thế giới trong tay. Từ đó cuộc đời anh hoàn toàn trọn vẹn. Năm thứ 7 sau khi kết hôn, thế giới ngọt ngào của hai người biến thành một gia đình 4 người ấm áp. Hàn Đình ghen tị Kỷ Tinh quan tâm đến con trai mà phớt lờ anh. Kỷ Tinh mơ ước có một công chúa nhỏ, không ngờ hai cậu con trai lại ngọt ngào nói rằng bố đã từng nói mẹ chính là công chúa nhỏ trong nhà. Kỷ Tinh được bao quanh bởi tình yêu, dành phần còn lại của cuộc đời hạnh phúc bên Hàn Đình. Hai người thật sự nắm tay nhau trọn đời, bạc đầu cũng không đổi thay. Giây phút cuối đời Hàn Đình vẫn nắm chặt tấm thẻ tha thứ, thỉnh cầu Kỷ Tinh tha thứ cho anh vì đã đi trước. Nhưng trí nhớ của Kỷ Tinh lại quay về một năm tháng nào đó. Câu chuyện của cô với Hàn Đình vẫn đang diễn ra, không bao giờ kết thúc. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh.